Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được nghe một câu chuyện cũng khá là lâu rồi của bác Năm Hoàng kể lại. Và bác Năm chia sẻ rằng là khi còn nhỏ được ông bà lớn tuổi trong xóm kể lại và rất là ấn tượng với một câu chuyện được mang tên Quỷ Nhập Chàng. Thì câu chuyện này được bác Năm chia sẻ nghe qua nó rất là ghê. Kể về một cái gia đình của bà Hai. Bà Hai này các bạn, bà có hai người con nha. Người con trai tên là Thanh, người con gái tên là Liên. Thì hai anh em rất là thương yêu và hiếu thảo với lại bà Hai. Thì từ khi mà hai anh em 9-10 tuổi thôi, ông Hai đã mất, để lại cho bà. Thì hai đứa con như vậy bà chăm sóc cho đến lớn. Cho đến năm mà anh Thanh á, anh được 18 tuổi, thì chị Liên cũng đã được 17 tuổi rồi. Hai anh em từ nhỏ đã có cái lòng hiếu thảo. Và đặc biệt là bà Hai là một người rất là tốt tính. Ta nói bà con trong xóm ai cũng quý, ai cũng bến hết trơn. Thì cái năm đó đó, do có thể là do là bà vất vả để bà nuôi hai đứa con, rồi ngày đêm nó làm lụng này nọ mưa nắng, thì bà mang một cái chứng bệnh. Và cái chứng bệnh đó giống như hồi đó là cái bệnh nan y đó, cái bệnh đó là không có chữa được. Và thời gian gần đây bà Hai mỗi lúc mỗi yếu hơn. Rồi khi mà những cái bà con hàng xóm người ta tới thăm, người ta nói với nhau rằng á, kiểu như bà Hai này sống không được lâu. Chỉ là nằm ở đó và được ngày nào thì hay ngày nấy thôi. Lúc đó bà chỉ nằm trên giường thôi. Còn khi mà bà nói chuyện với con cái hay hoặc là hàng xóm lại thăm á, thì có lúc bà mơ hồ, có lúc bà nhớ, có lúc bà không. Do là bà ăn ở rất là hiền lành và bà sống rất là được lòng bà con lối xóm. Cho nên là khi bà bị bệnh nằm trên giường như vậy, thì bà con người ta tới lui người ta thăm và cũng giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều. Thì cái đêm hôm đó vào khoảng 8 giờ tối, lúc này anh Thanh á, thì anh đi màng ban ngày, anh để cho em mình không có đi màng. Thường thường hai anh em đi màng, nhưng mà từ khi mà bà Hai bệnh á, là chị Liên phải ở nhà để chăm sóc. Thì tối đêm đó đó, anh Thanh ảnh màng về mà giống như cái người chủ thương quá đi, người ta cho mấy cái thang thuốc về để mà sắc thuốc cho bà uống. Hồi đó uống thuốc nam. Cái anh Thanh mới nói với lại chị Liên như thế này. Nói em ơi, thuốc á, thì em mới cho uống khi nãy. 7 giờ mấy là cho uống rồi. Cho nên là bây giờ là không có cho uống được. Thôi bây giờ anh đem thuốc xuống dưới, anh rửa sạch, anh để sẵn vô trong nồi, anh múc nước sẵn. Tối nay đó, em canh cỡ chừng mà 10 giờ hay 11 giờ gì đó, em nấu thuốc để cho má uống. Còn anh phải đi nghỉ để sáng đi màng sớm. Cái việc mà anh Thanh đi màng hàng ngày từ sáng sớm cho tới tối trời mới về, đương nhiên sức khỏe nào chịu nổi. Chăm sóc mẹ vậy thì phải nhờ vào chị Liên. Thì chị Liên nói anh cứ đi nghỉ đi, để em chăm sóc cho mẹ. Lúc đó thì do là ở trong cái tháng đó là tháng nắng, và ở trong buồng á thì nó rất là nực nội. Sức của chị Liên thì đương nhiên rất là hiếu thảo. Con cái là đâu thể nào lúc nào cũng cầm cái quạt phe phẩy phẩy hoài, nhưng mà nó hầm thì ở trong nó lúc nào nó cũng hầm. Cho nên á là mới đi qua cái nhà của cái bà Sáu ở gần đó đó, thì mới mượn của bà Sáu một cái chổng để đem qua để trong nhà. Ở nhà có cái chổng mộc à, thì để làm hai cái sổng nó nằm song song với nhau. Cái bàn thờ thì giống như là nó ở nằm ở giữa mà xéo vô trong á. Rồi cái buồng, rồi tới cái nhà bếp. Thì cái buồng đó thông thường là bà Hai với lại chị Liên nằm, nhưng mà do bây giờ nực nội quá thôi,
đưa cho bài ra ngoài nằm cho thoáng mát. Chị Liên thì nằm ở cái giường đối diện để mà chăm sóc cho bà hai. Còn anh Thanh á, thì ngủ trong buồng. Thì khi mà anh vô buồng anh nằm chút xíu anh ngủ à. Mệt quá mệt rồi. Chị Liên thì mới qua bên cái buồng của bà hai á. Cầm quạt quạt quạt. Quạt cho má mình mát. Thì lúc đó làm như bà hai bà nhớ. Bà nói Liên ơi Liên. Lỡ mà má có mất rồi á. Hai anh em dán nương tựa với nhau nghe con. Gần như là trong suốt cái khoảng thời gian mà bà có thể tỉnh táo để bà nhớ ra cái gì thì bà không cân nhắc cái gì hết. Bà chỉ cần là hai đứa con đùm bọc thương yêu nhau và chăm sóc nhau sống cái quãng đời còn lại thôi. Có nghĩa là trong đầu của một người mẹ hiền chỉ nghĩ được cái điều đó thôi. Cho nên là những cái lúc mà bà có thể nhận định được, nhận biết được là bà nói duy nhất ra những cái lời chăn trối đó. Mà con cái mà các bạn chăm sóc cho mẹ bệnh như vậy á, thì chị Liên rất là đau lòng khi nghe bà nói câu đó. Thì cứ nói là mẹ ơi mẹ ráng đi, mẹ không có sao đâu, anh em con sẽ ráng thang thuốc cho mẹ để mẹ mau khỏi bệnh. Rồi bà cũng nói được một hai câu thôi, cứ căng dặn ở trong nhà thôi. Rồi sau đó thì bà cũng thêm thiếp đi. Thấy mẹ ngủ rồi cho nên là chị Liên cũng không có nở nói chuyện gì, thì chỉ cầm cái quạt 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 cho đến khoảng 10 giờ mấy thì cũng tới giờ mà đi sắc thuốc. Cái chị Liên mới bước xuống. Mà nhà cửa lúc đó các bạn, nhà nghèo. Rồi hai bà con hàng xóm người ta thương lắm. Rồi má mình lại bệnh hoạn như vậy này, có gì á thì mình chạy để cho bà con hàng xóm hay. Thành ra là cái nhà không có đóng cửa. Bà con hàng xóm thì giúp đỡ không hết đâu, ai đâu mà qua ăn cắp ăn trộm gì. Cái chị Liên mới ngồi dậy cũng đi nhẹ nhẹ, làm nhẹ nhẹ, sợ động thì mẹ mình thức, anh hai mình thức. Chị mới đi xuống dưới bếp á, chị nhúm lửa lên. Chị nhúm lửa lên để mà chị nấu cái nồi thuốc. Thì khi mà chị nhúm lửa như vậy, chị cứ có một cái cảm giác nó kỳ lắm. Cái cửa bếp của chị là cũng không có đóng nha. Đang cho dễ dàng chị đi ra đi vô mà để thường cái lu nước ở bên ngoài mà. Hồi đó người ta thường thường lu nước để bên ngoài không các bạn. Nhưng mà lạ một điều là mỗi khi mà chị mà bước ra ngoài, những khi lửa nó cháy rồi ngồi chụm đó các bạn, thì cũng bước ra ngoài cho nó thoáng. Ở nhà thì nó nhỏ mà lửa thì nó nóng. Mà trời tháng đó nó lại nực nữa. Cái chị Liên bước ra ngoài mà bước ra bước vô cứ cảm giác như là ai đó dòm mình vậy đó. Mà dòm hoài dòm hay là để ý kỹ cỡ nào cũng không có hết. Cảm giác đó nó làm cho chị đâu 2-3 lần như vậy. Chị cũng hơi bất an. Có một cái là trong nhà mình nào giờ nó không có chuyện mà quyền quạt tâm linh đâu. Chị mới đi ra nhà trước. Lửa thì cứ để cho nó cháy vậy, đi ra trước coi má mình mẹ mình sao rồi bước xuống coi lửa tiếp. Khi mà chị bước đến cái buồng ngủ của anh Thanh á, chị dòm ra ngoài thì chị thấy có một bóng nào thụp ló phía bên ngoài á. Nhưng mà chị dòm một cái là giống như là người đó thụp ló ra vậy nè. Rồi cái chị dòm vô một cái giục lại là mất tiêu. Mà hồi đó đâu có đèn điện đèn gì như mình bây giờ. Cái ánh đèn dầu ở trên bàn thờ thì đâu có đủ chiếu sáng ra tới cái ngoài xăng đâu, nói gì tới mà cái người ta lập ló bên ngoài. Cái chị Liên mới nói ủa sao ai đâu mà lấp ló ngoài đó, hay là mình dầm lầm. Thì thôi cũng bước ra coi một cái. Coi thì không có thấy, mà cái cảm giác cái người nó cứ ớn lạnh á. Xong cái không thấy thì thôi cũng đi vô. Vô tới chồng thấy má mình cũng mẹ mình cũng thở đều cũng không có gì. Tại vì lúc đó cũng như sợ cũng như lo không biết là bà hai có mắc không. Khi bà mắc rồi cái hồn bà dòm con cái. Thì thấy má mình thở rồi. Chị mới mừng. Chắc là do mình lo nghĩ quá. Chị đi xuống dưới. Mà chị đi xuống dưới chị nấu mà cái nồi thuốc mỗi lần nấu đâu có mau các bạn. Nấu là phải cho nó sôi lên rồi nó sắc xuống. Ví dụ như là để lường bao nhiêu chén nước, 5-6 chén, 7-8 chén gì đó. Thì sắc chỉ lường xuống còn khoảng hơn nửa chén hoặc một chén thôi. Bởi vì nó rất là lâu. Mà đó chụm củi không à. Bước xuống dưới rồi lại có cảm giác đó nữa. Ở gần cái bếp lửa mà là tại sao có cảm giác ấn lạnh. Mà hình như là ai đó dòm da thì không thấy. Chị Giang cứ 5 phút 10 phút là chị nấu lửa. Là chị mới đi ra chị coi mẹ mình cái. Đâu tới cái lần thứ 3 gì đó. Thì tức là cũng khoảng là từ khi mình nấu thuốc tới bây giờ là khoảng chừng là 3 mấy phút. Cái chị mới đi lên. Chị đi lên thì rõ ràng chị thấy ở ngoài trước.
ở chỗ trước trước nhà mình, mà trong cái khuất, trong cái bóng mà cái đèn dầu nó không có dội ra tới á, giống như một ai đó đang ở đó mà rình rình như nào, thì thấy rõ ràng hình dáng người ta rình mặc đồ đen. Chị mới đi xiết ra, ai đó ai đó ai đó, mà cái kiểu mà giống như là gặp như vậy chị giật mình, chị nói như thôi, chị mới ai đó ai đó ai đó ba tiếng như vậy, chị giật mình, chị nói rồi làm vậy, má mình thức làm sao, mẹ mình thức làm sao, chị mới im lại. Chị chứ đâu có, chị quay vô cái phản xạ của chị mà, chị quay vô chị dòm cái buồng, thì khi mà dòm cái buồng một cái quay ngược lại dòm cái người kia thì mất tiêu, không có còn nữa. Thì nếu như mà là ăn trộm á, có lẽ là người ta rình, người ta rình, khi mình thấy như vậy người ta sợ, người ta trốn. Thì lúc này bản thân cũng là con gái mà, bước ra coi mẹ, thấy mẹ mình cũng còn ngủ còn thở vậy đó, chị mới vô trong buồng kêu anh hai ơi, anh hai dậy anh hai ơi. Anh Thanh nó tưởng đâu là có chuyện gì, mà bạn đi nửa đêm nữa không kêu là cái má mình bị gì sao. Ủa sao vậy em, bật dậy ngồi liền, bật dậy liền. Ủa sao vậy em, sao vậy em. Thì vô tình cái hành động của anh Thanh làm cho chị Liên giật mình, vô chứ kêu nhỏ nhỏ mà sao anh mình la lớn quá, rồi tâm trạng đang lo nữa, thành ra là giật mình. Ừ, gì vậy? Thì càng làm cho anh Thanh nó sợ. Anh nói, ủa em nói anh nghe có chuyện gì. Anh hai ơi, anh hai không có gì chân, anh bình tĩnh, không có chân á, mẹ không sao. Trời đã cười mày, nửa đêm nữa hôm mày kêu tao vậy làm tao hết hồn, mà sao cái gì mà cưng kêu anh hai, cần anh hai phụ gì hả. Anh hai ơi, em nói nhỏ ra anh cái này nè, hình như là có ăn trộm dình nhà mình đó anh hai ơi. Nghe cái câu nói đó thì anh Thanh lắc đầu, nó không, nhà mình làm gì mà có ăn trộm, bà con hàng xóm thương gia đình mình cho còn không hết, nó ai ra mà ăn trộm nhà mình, với lại hàng xóm mình nó không ai ăn trộm hết á. Anh hai ơi, em cũng biết như vậy, cho nên là cái lần đầu em thấy á thì em coi như là em dòm lầm, nhưng mà hồi nãy em thấy nữa anh hai, nhầm khi á là hàng xóm mình thì không phải, mà sợ cái người ở chỗ cái xóm khác, ở chỗ cái vùng khác họ làm cái người ăn trộm á, họ rình. Trời đất ơi, nhà mình cũng nghèo khó muốn chết luôn, có gì đâu mà để cho họ ăn cắp, ai biết đâu được anh hai. Hàng xóm mình thì biết mình nghèo, còn ăn trộm thì họ đâu có biết, họ chỉ đi ngang, họ thấy cái nhà nào mở cửa rồi hớ hên này nọ thì họ canh họ rình thôi. Thôi bây giờ anh hai ráng, anh hai đi ra ngoài, hay hoặc anh hai rình tiếp em đi, em cũng hơi sợ đó. Thì anh Thanh anh nghe nói vậy rồi anh ra anh rình, anh mới bọc ra phía sau á, anh đứng trong bóng tối anh rình. Thì lúc đó chị Liên ở ngoài trước và ngồi ở trên cái chõng vạc ở trong cái mùng của bà hai luôn, làm bộ cầm phe phải rồi nằm xuống á, nằm xuống đó các bạn, nằm xuống để cho anh mình canh. Thấy đâu có 5-10 phút, mười mấy phút rồi không có nghe cái động tĩnh của anh Thanh. Cái chị Liên lúc đó tâm trạng cũng lo, cũng sợ. Thì chị mới dòm. Chị bật rồi vậy chị dòm. Chị dòm thì chị thấy cái bóng á, giống như là cũng ở trong cái bóng tối nha. Rình đưa cái đầu ra giờ dòm vô vậy nè. Chị mới giật mình, chị một hai chị dở cái mồm chị chạy ra. Chị không dám la sợ cho bà hai bất thức. Chạy sao biết anh hai ơi, kìa đứng đó kìa. Anh Thanh anh muốn quà, anh nhào ra nó đâu. Anh rượt mà anh có thấy cái gì đâu, em mình chỉ chỗ nào thì anh rượt là chỗ đó. Mà lúc đó là cả hai anh em đều không biết các bạn, đều không hề biết rằng đó không phải là người, mà là cái con quỷ. Nó rình khi bà hai mà tắt thở là nó nhào vô nó nhập tràng. Cái mạng số của bà hai hợp với nó, mà không phải con quỷ này nó chỉ rình nhà bà hai không đâu. Trước đó những cái nhà trong xóm cũng có rình rồi, nhưng mà cái kiểu giống như là ma quỷ hồi đó nhiều, thì trong nhà trong cửa cũng có những cái gì đó, nó muốn vô nhà khó lắm. Mà từ khi hai anh em nè tối ngày lo lắng cho mẹ mình không, cái việc mà cúng lại hay là những cái vấn đề đó không có quan tâm tới. Mà bà hai đã phải mới bệnh đây, bà đã bệnh là trước đó là 3-4 tháng trời rồi, bà nằm trên giường vậy đó. Thì thành ra con quỷ nó thấy được cái cơ hội, nó mới rình hai anh em rình nhà bà hai, đợi bà hai mà tắt thở cái nó nhào vô liền. Mà hai anh em đó không biết hả? Thì chỉ như vậy rồi đó, anh Thanh anh mới rượt theo, mà anh nào có thấy gì đâu.
Chị Liên cũng chạy theo, nhưng mà chạy theo thì cũng bắt tiêu. Cái vô vô trong nhà thì anh hai anh Thanh á, anh mới nói vậy nè. Anh nói Liên ơi, trời nóng nực thế ghê mày, mà sao tao rượt theo tao cảm giác tao lạnh. Chị Liên đó cũng nhớ lại là anh hai nói đúng á. Em cũng ở dưới cái nhà bếp nè, em cũng nấu nướng này nọ, nấu thuốc cho má. Mà sao á nó nóng vậy mà em cứ bước là em thấy lạnh nè, mà em cảm giác như ai đó rình mò vậy đó anh hai. Anh Thanh lúc này mới suy nghĩ, mới sợ là ma. Mà anh suy nghĩ theo cái hướng như vậy, kiểu như gia đình mình đó, má mình bệnh, kiểu mà bản thân anh cũng biết là má mình sống không được lâu rồi, nằm được ngày nào hay ngày nấy thôi. Thì người ta nói á, cái người trước khi chết thường thường là có vong, họ lại họ đón, giống như là họ đón chào một cái người mới chết giống như mình, cái hồn ma giống như mình vậy đó. Thì do là suy nghĩ như vậy đi, cho nên là cái đêm đó anh Thanh cũng không có ngủ ngơi gì, cũng ngồi ở ngoài cùng với em mình chăm sóc cho bà hai. Đến sáng á thì anh mới lật đật anh chạy qua mấy cái nhà mà mấy người lớn tuổi đó, anh mới nói là có cảm giác là giống như là nhà con á, là có ma ở ngoài. Thì những cái người đó người ta mới cho những cái thứ cũng như là chỉ những cái cách để mà đem về nhà. À, thì đem về nhà treo trong nhà hả các bạn, rồi lấy này kia rồi treo xung quanh nhà cho nó đừng có cái trường hợp đó nữa. Thì khi treo hai cái đó rồi được khoảng 2 ngày thì đêm hôm á là chị Liên không còn những cái cảm giác đó nữa. Nhưng mà cái con quỷ mà nó phải thường các bạn, và nó giống như là nó trách và nó quở chị Liên. Bởi vì chị Liên kể ra cái này cái kia, cho nên là bây giờ mới đem đồ về vậy, nó tạm nhất thời nó vô không được, nó mới tìm cách giống như thợ quỷ nó thù rồi nó trả thù. Cái tới cái đêm thứ ba thì đêm đó thấy cũng yên ổn rồi, anh Thanh anh cũng ngủ, chị Liên thì chị thức cũng như mọi khi thôi, cũng nấu thuốc này nọ cho bà hai bà uống. Thì đến khuya bữa đó tự động cái chị có cái cảm giác như là chị muốn đi ra ngoài, mà chị không hiểu lý do nó khiến chị đi ra ngoài. Cái chị đi ra ngoài một hồi chị giống như chị hóng gió thôi, chị không có nghĩ gì khác hết, chị cảm giác ớn lạnh thì có, nhưng mà trời nực mà lại có cảm giác ớn lạnh. Rồi đi ra bên ngoài một mình thì nó đứng kế bên chị, không biết nó làm gì nha. Bản thân là con gái yếu đuối, nửa đêm nửa hôm chăm sóc cho mẹ rồi bị con quỷ nó khiến ra ngoài, mà cái con người mình đâu phải dễ mà vàng mà nó không bắt là nó bắt. Cái không biết nó là nó quở nó làm sao chị đó, mà chị đứng ở ngoài hồi chị ấn lạnh chị không nổi, bị quỷ đứng đứng sau lưng mà sao mà chịu nổi, chị mới đi vô. Hả? Thì khi mà chị đi vô bên trong nhà rồi đó thì tự động chị dòm thấy những cái thứ mà anh Thanh nghe hàng xóm đem về treo trong nhà này nọ đó, treo trước cửa nhà các kiểu đó. Xin lỗi cả nhà nha, bữa nay có hơi ho. Tự động chị dòm mấy cái đó, chị có cảm giác ghét lắm, khó chịu khi nhìn những thứ đó, nó kỳ đan vậy đó. Trong khi 2-3 bữa trước bản thân của chị Liên cũng cùng với anh Thanh treo cái đó lên, và khi treo những thứ đó lên rồi thì chị Liên có cảm giác an tâm, rất là mừng khi là hàng xóm người ta cho được những cái đó đem về nhà treo. Mà ai dè ở đâu bữa nay tự động có cái cảm giác là dòm thấy mấy đó cái thấy mất ghét, dòm mấy cái đó là thấy không có muốn treo đó, muốn gỡ đi hay muốn làm một cái gì đó khuất khỏi tầm mắt mình. Đó, thì chị mới ráng chị suy nghĩ, ủa sao mấy cái này làm gì đâu mà mình khó chịu dữ vậy. Đó, cái một hồi sau cái chị chịu không được, chị ra chị gỡ dục hết trơn, chị đi vô ngoài chị dục luôn. Chị dục rồi mà chị vô trong nhà xong rồi cái chị mới nói, ủa sao tự nhiên mình dục vậy, giờ sáng anh hai anh la mình, mặc dù là mình có cảm giác mình nhìn mình thấy khó chịu lắm. Đó, có một cái là khi mà chị làm cái điều đó xong rồi thì từ đó tới sáng không có gì hết trơn, yên ổn, mà làm chị quên luôn cái chuyện đó, quên luôn cái chuyện quăng đồ quăng đi. Còn bản thân của anh Thanh thì sáng sớm anh đã dậy rồi,
Anh tự anh nấu cơm nấu nước rồi anh mang theo. À, anh mang theo để đi màng mụn này nọ xong rồi rồi sập tối mới về, cho nên anh cũng không có để ý. Không có để ý là những cái đồ treo đó là bị chị Liên quăng rồi, mà bản thân chị Liên thì bị con quỷ nó khiến rồi cho nên là quên. À, thì cứ như vậy mà trải qua đâu 2 đêm nữa, thì cái đêm đó đó có bà Sáu rồi có mấy cái người trong xóm họ tới thăm, đến 9 giờ thì họ mới về. Và bữa nay á thì bà Sáu mới khều khều anh Thanh, nói là Thanh ơi Thanh, bày dáng bày coi chăm sóc má bày nha, lỡ mà có gì thì bày chạy qua kêu. Bà nói như vậy bởi vì bà nhìn cái kiểu mà cái sắc diện với lại cái giống như con người của bà Hai nằm bệnh đó, rồi vậy là cái kiểu hơi thở rất là yếu. Và theo kinh nghiệm của bà Sáu thì bà nói rồi, chị Hai sống không quá lắm 3 4 ngày, 3 4 ngày là theo cái kiểu giống như là dáng nói cho dài ra, chứ trong thân tâm nói là có thể đêm nay hoặc là ngày mai là mắc đó. Cho nên là bà mới dặn như vậy. Thì khi bà dặn xong á, anh Thanh anh cũng hiểu được cái ý của bà Sáu. Hồi nào giờ bà Sáu thương gia đình anh lắm, chẳng qua là bà không muốn nói thẳng ra thôi, mà bản thân anh Thanh anh cũng nhận ra cái điều đó. Thì khi mà khách khứa đồ về hết trơn rồi đó, anh Thanh anh mới nói về, nói Liên ơi em đi ngủ đi, rồi mấy bữa nay anh không có đi màng đâu, cho nên là anh sẽ thức phụ em, khi nào em dậy thì em ra em phụ anh. Chị Liên mới đi ngủ, thì ngủ dậy xong đâu cũng đó cũng khoảng chừng 1 giờ mấy rồi chị mới dậy. Chị dậy chị kêu anh Thanh anh đi ngủ đi, đỡ cho em thức em canh má. Rồi anh Thanh anh cũng đi ngủ, tới phiên chị Liên canh. Thì chị đang canh ở trong đây vậy nè, thì ở trước nhà của chị á có một cái cây mà giống như cây cam cây bưởi gì đó các bạn, nói chung là nó cũng có trái rồi cũng chín rồi, nhưng mà thường là mấy cái đó để dành cho bà Hai khi mà bà mệt á, cho bà uống này nọ thôi, còn gần đây bà bệnh thì đâu có dám cho uống bậy bạ đâu. Bởi vậy mấy cái trái cam độ ngoài nó mới chín, mà nào giờ cũng hái đi rồi bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Tự động bữa nay lại muốn là đi ra ngoài cái cây cam đó để mà hái, bị con quỷ nó khiến, thì nó mới khiến cho chị Liên đi ra. Chị Liên mới đi ra ngoài rồi cái chị Liên mới tự động chị leo lên cái cây á, trong lòng tự nhiên muốn ăn dữ lắm. À, chị leo mới chút xíu thì chị bị xô, nó xô chị, nó xô chị cái chị té, chị giật mình. Lúc đó chị cảm nhận nè, chị cảm nhận được là mình bị xô chứ không phải là mình ban đêm ban hôm mà mình leo lên làm gì. Mà khi mà chị té rồi á, chị rất là đau cái chân, đau dữ dằn, đau chịu không nổi luôn, thì chị mới phát hiện là cái chân mình nó bị gãy. Mà khi mà nó đau đớn lên như vậy rồi á, thì cái sự mơ hồ của chị làm như hết. Chị mới nói ủa tự nhiên sao mình điên điên khùng khùng gì nữa, đêm nữa hôm mình trở về đây mình lại muốn hái cam này nọ mình ăn. Nhưng mà lúc này đau quá rồi không còn suy nghĩ đến những chuyện đó nữa, chị mới ráng chị lết vô. Nhưng mà chị lết một hồi chị cũng nổi, chị mới la lên anh ơi anh Hai ơi anh Thanh ơi anh Thanh ơi. Thì lúc đó anh Thanh anh nghe anh chạy ra, anh phát hiện em gái mình bị gãy chân vậy, anh mới bồng vô trong nhà kêu ráng chịu em, ráng chịu một chút xíu đi. Anh mới chạy lật đật anh chạy qua cái nhà của ông Sáu. Ông Sáu chồng của bà Sáu là cái người mà thầy bó thuốc thì nào đó, nẹp che rồi vô cái chân chân của lần đó hay bó ra kiểu như vậy. Cái chạy qua bên đó ông Sáu mới đi qua này nọ rồi bó ngay trong đêm luôn, rồi ai cũng thấy tội nghiệp hết trơn. Trời đất ơi, má nói vậy rồi hai anh em nói vậy, bây giờ nhỏ này nó gãy chân nó mà hỏi cái nguyên do lại lại khó hiểu nữa. Hồi nào giờ con Liên á là cái đứa mà nó tỉ mỉ, nó cẩn thận lắm, làm gì nữa đêm nữa hôm mà đi ra nó hái cam ăn làm gì, cái điều nó vô lý. Nhưng mà lạ một điều là khi đó chị Liên chị kể không được, tự nhiên chị quên ngang, thì cũng có lẽ là do cái cơn đau nó hành quá chị không nổi, chị cũng không muốn nói chuyện không muốn kể, hoặc là bị con quỷ nó khiến cho nên là chị không có kể ra được, lúc đó không ai biết gì hết. Thì khi mà chị Liên bị như vậy rồi đó,
cái gánh nặng nó lại đè lên vai anh Thanh. Thì suốt 2 ngày. Đến bữa đó là khoảng 8 giờ sáng. À, 8 giờ sáng. Thì lúc đó thấy bà hai bà yếu quá rồi. Chị Liên thì cái giò vẫn còn băng thuốc này nọ. Nhưng mà dòm qua bên má mình á. Biết má mình yếu dữ lắm mà ngồi đó khóc. Anh Thanh nói thôi em đừng khóc nữa. Anh cứ ngồi đó. Rồi anh kêu hàng xóm người ta nói thôi con ráng con niệm Phật cho mẹ con. Thì cứ như vậy cho đến khoảng chừng 9 giờ tối. À 9 giờ tối thì lúc đó bà con hàng xóm người ta cũng qua nha. người ta biết rồi. Người ta biết bà hai cứ mà không qua nổi đêm nay. Hoặc là quá lắm là tới ngày mai thôi. Giống như bà chỉ chờ cái giờ bà đi thôi. Nhưng mà 9 giờ rồi thì cái cũng thấy bà cũng thở đều nhẹ nhẹ vậy đó. Con cái là giờ là bà hết nhớ người nào rồi. Kêu bằng giống như là hấp hối. Cái cuối cùng là anh Thanh thấy cũng ngại đi. Tại vì bà con qua từ sáng tới bây giờ rồi. Thậm chí cũng có người mà người ta ra ngoài phần đất ở phía sau á. Người ta tìm chỗ để mà đào. Đào cái nguyệt sẵn á các bạn. Tại vì người ta biết là anh Thanh với lại chị Liên á thì đâu còn mà sức khỏe để mà làm những cái điều đó để lo cho bà hai cái ngày mà ra đi cuối cùng đâu. Nhưng mà bà nằm mà cứ thiêu hoài. Anh Thanh nó mới ra. Anh nói với bà con hàng xóm thôi về đi. Nhà con cũng gần. Rồi đấy nữa có gì con chạy qua con kêu. Cái mọi người cũng nắng ná. Mà thấy anh Thanh nói vậy rồi thôi cũng về. Mà dặn là cỡ nào cũng phải kêu. À, thì đến khoảng chừng hơn 2 giờ sáng. Anh Thanh anh mới thấy là bà hai. Bà ớ lên tiếng cái bà hết thở. Là cũng như là bà hai hết thở là bà hai mắt đó các bạn. Anh khóc quá trời luôn. Chị Liên cũng khóc. Thì sau khoảng chừng 10 phút thấy má mình không còn thở nữa rồi. Mà người già bệnh hoạn 10 phút không thở. Người trẻ mình cũng mắc nó chứ đừng nói là người già. Thì anh chắc chắn là má mình mắc rồi. Thành ra mới chạy đi. Anh mới nói Thanh ơi Thanh. Liên ơi Liên em ở nhà. Anh chạy qua anh nhờ bà Sáu. Với lại anh Dũng. Thì chị Liên chị mới khóc nhưng mà chị nhớ chị nói là anh Dũng mới đi màn rồi. Mấy bữa nay anh đâu có về nhà đâu, nhờ qua bên nhà nhờ ông bà Sáu đi rồi thế nào. Ông bà Sáu cũng kêu mấy anh mấy chị đi nhờ người này người kia hà. Anh biết rồi thôi bây giờ em ở nhà nha. Anh chạy qua bển anh kêu. Đó thì nửa đêm nữa hôm vậy cũng chạy qua bển kêu. Kêu thì ông bà Sáu rồi cả nhà ông bà Sáu 3-4 người con. Rồi mới chạy đi kêu người này người kia qua tiếp. Là tiếp theo kiểu là lo hậu sự thôi. Đó thì ở cái này chị Liên chị ở nhà nha các bạn. Mà nói nào ngay. Nói là nhà cửa gần thì gần. Chứ gần đâu phải như mình bây giờ bước ra 5-7 bước hay 10-20 thước là có đâu. Anh Thanh phải đi dội qua bên đó. Mắt đâu cũng là 200-300 thước mới có tới nhà bà Sáu. Rồi nói ra cái điều mà má mình mắc vậy. Ông bà Sáu thì cũng có kinh nghiệm mà. Cho nên là cũng phải chuẩn bị đồ này đồ kia đặng đi qua. Đó. Dù cũng kêu anh Thanh cầm tiếp. Còn mấy người con thì đi nó cho người này người kia hay. Như khi mà mắc vậy thì cần cái gì đó. Thì trong cái giai đoạn mà từ khi mà anh Thanh anh đi á, cho đến khi mà bà con đi chung với anh Thanh đi về, thì các bạn cứ nhắm chừng là khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi. Thì trong suốt nửa tiếng đồng hồ này chị Liên phải nằm ở bên đây, phải ngồi bên đây á, dòm qua bên cái mùng của má mình. Lúc đó bà còn nằm ở trong mùng mà. Rồi nằm im ru vậy đó. Còn chị Liên thì do cái chân chị bị gãy. Thành ra là chị ngồi lên chị khóc chị giờ mới kêu mẹ ơi như vậy đó. Chứ đâu có đi qua bên đó được. À, thì chị nằm, chị xin lỗi các bạn là chị ngồi chị cứ dòm qua mà cái nó sáng đèn. Lúc đó anh Thanh anh đi cũng để thinh vậy chứ đâu có biết mà nó quýnh hết trơn rồi đâu có biết mà mở thêm đốt thêm 2-3 cái đèn cho nó sáng này nọ đâu. Ánh sáng thì nó cũng lờ mờ. Nhưng mà khi mà các bạn liên tưởng mà mình nằm ở trong một cái mùng, ở bên kia là cái chõng đối diện cũng có một cái mùng, thì có nghĩa là từ bên đây dòm qua bên đó cách hai cái lớp mùng với cái khoảng cách là cỡ ba thước hơn vậy đó. Thì dòm vào trong thì chỉ giống như là thấy một dòm kỹ, mắt mình quen với bóng tối đi thì mình dòm kỹ được là má mình đang nằm, cái hình đang nằm bên trong thôi chứ hoàn toàn không có dòm rõ những cử chỉ hay là cái gì hết trơn á. Chị cứ nằm đây chị khóc, chị thương má mà. Cái
chị ngồi chị xin lỗi các bạn là bảo lộ hoài. Chị dựa vô, chị ngồi vậy, chị dựa cái lưng vô trong cái vách nhà, cột nhà đó là chị mới dòm nha, nhưng mà chị vẫn còn nào ngồi trong bùn nha. Cái đâu có chừng 5 phút gì đó chị mới thấy là cái chỗ cái mùng á lay động, giống như thể là cái tay của bà Hai bà đang quơ qua như nè, bà đang quơ qua như nè. Cái chị Liên cũng hơi giật mình, mới nheo mắt dòm kỹ lại thì nó yên, nhưng mà rõ ràng là cái mùng nó vẫn còn nhúc nhích nhích hơi. Nhưng mà chị suy nghĩ nhầm khi gió, tại nãy lúc nãy quýnh quá anh Hai mình tắn mùng nó không có kỹ, chị mới dòm dòm xung quanh mà nó nghe ta nói là kỹ nhất là cái vụ mà người mắc mà gặp mèo nhảy ngang lên miêu, nhảy ngang nhập tràng này nọ đó. Chị mới quay chị dòm coi có con mèo nào nó nhảy lên không, nhưng khi nó nhảy lên thì mình không thấy đó, thì chị dòm dòm chứ chị không có dám. Cái chân chị đau cái lắm, dùng kẻ chân mới mấy ngày mà hồi đó là phải như mình bây giờ các bạn, nhức lắm. Chị cứ vô chị dòm chị không thấy đi, thì khoảng chừng cũng im lại đâu có chừng 10 phút sau vậy đó, chị mới nghe lụp cụp ở bên cái giường của bà Hai. Mà bây giờ chị của mình lên nè, các bạn có liên tưởng chị của mình lên trong trong nhà nha, mà xung quanh là cách 300 thước là chưa có nhà nữa. Lụp cụp mà lúc đó chị không có sợ, chị không có sợ bởi vì đó là mẹ của chị. Lúc đó cái sự đau lòng trong lòng của chị nó rất là lớn, cho nên những cái nỗi sợ đó không có. Chị mới kêu, chị nói mẹ tỉnh gì hả mẹ. Khi đó là cũng có niềm hy vọng nó dâng trào lên. Khi mẹ mình ngất xỉu mà anh mình không biết, tưởng đâu là tắt thở, nãy giờ mình đâu có qua bên đó đâu, mình biết má mình tắt thở ra làm sao, chỉ nghe anh mình nói thôi. Cái chị mới kêu, chị kêu đâu 2-3 tiếng vậy thì không có nghe tiếng trả lời mà cũng im ru lại. À, thì lúc đó chị đâu có biết là cái con quỷ đó nó đang vô cái xác, chị đâu có biết đâu. Chị cũng ngồi bên đây, chị nghe im rồi thì chị dâng lên cái sự thất vọng nhiều lắm. Bởi vì bây giờ má mình á không có tỉnh, chị mới khóc gục mặt xuống khóc một hồi. Sau đến khi mà chị nghe cái tiếng rên á, cái tiếng rên của bà Hai bên đó, chị mới giật mình. Khi mà chị giật mình, chị ngẩng cái mặt chị lên, chị dòm qua bên cái mùng bên kia, thì chị thấy là cái hình dáng của mẹ mình, bà Hai đã ngồi dậy rồi. Và bà ngồi dậy ở bên đó, bà dựa lưng vào trong cái cột cũng y chang như là chị Liên vậy. Bà dòm qua bên đây, con cái là lúc đó là dòm thấy cái hình dáng và tưởng tượng ra là bà đang dòm qua vậy thôi, chứ hoàn toàn đâu có thấy được cái gương mặt của bà. Thấy cái bóng đen ở trong cái mùng đó là dòm qua. Chị Liên thì đáng lý là người ta quản hồn quản vía rồi các bạn, nhưng mà chị Liên thì giống như chị cứ nghĩ trong đầu là một cái điều duy nhất thôi, thì ra hồi nãy má mình không phải tỉnh dậy, mà chứ bây giờ má mình tỉnh dậy rồi, mừng khủng khiếp. Má tỉnh rồi, má ơi. Thì ở bên kia bà mới trả lời, bà nói má tỉnh rồi, anh con đâu. Bà còn hỏi là anh con đâu nữa. Cái lúc đó chị Liên quá quýnh rồi, đến độ của các bạn là phải lết ra mặc kệ cơn đau. Rất là như mừng quá không thấy đau hay sao á, chị mới dở mùng, chị chạm cái chân chị xuống. Ý định của chị là cò qua cũng được nữa, mới sao má mình vậy thôi. Nhưng mà do là mừng quá đó thì bước lên một cái thì cái chân kia lại bước xuống đất thì cái chân nó gãy, nó mới vừa vô kẹp mà các bạn, khuỵ ngang té. Một cái cơn đau nó nhói người lên chân. Chị mới rên, nhưng mà chị mừng chứ, cứ nói là má tỉnh rồi má. Thì ngay cái lúc đó cũng may các bạn, cũng may nha, là anh Thanh với gia đình bà Sáu cộng với một số người ở trong xóm, người ta qua nó cũng 7-8 người đó, thì cũng tay sách tách mang những thứ cần thiết
đi qua bên nhà. Chị Liên vừa thấy có người đi vô này nọ, chị mới quay ra chị la, chị mừng quá trời mừng luôn. Chị nói: anh hai ơi, nay ơi, má tỉnh rồi, má tỉnh rồi anh hai ơi. Thì nghe câu nói đó ai cũng giật mình hết trơn á, ai cũng quảng hồn quảng vía hết trơn. Mới thằng Thanh mới chạy qua, người ta trời đất, thằng Thanh mới chạy qua nó cho hay bà hai bà chết. Mà sao bây giờ á, mới vừa tới đây thấy con Liên nó ngồi dưới đây nó cà lết mà nó nói là má tỉnh rồi, má tỉnh rồi. Anh Thanh thì anh thấy em mình té vậy á, anh nó chạy vô, rồi ông Sáu ông cũng chạy vô xiết vô để em coi mày cái chân mày gãy mày làm gì mày xuống đây. Mà lúc đó chị đâu có quan tâm đâu, chị chỉ nói là má con tỉnh, má con tỉnh, và bác Sáu ơi, nay ơi, nay má tỉnh. Đó. Tới khi mà mọi người, chị Liên á, chị dán chị bấu vô, chị nói kìa má tỉnh, má tỉnh. Thì lúc đó mọi người mới dòm vô trong cái mùng. Dòm vô trong cái mùng thì lấy lúc này nghe cái tiếng của bà hai nghe, nhưng mà lúc đấy bà nằm. Bà nằm nha các bạn. Bà nằm chứ không phải là bà ngồi dậy y như hồi nãy là chị Liên chỉ thấy, có nghĩa là cái con quỷ nó nhập tràn rồi, nó đã ngồi dậy nó dòm chị Liên. Mà có thể là cái lúc đó đó, nếu như mà mọi người mà về không kịp, khả năng chị Liên lết qua là bóp cổ chị Liên chết. Nhưng mà do lúc đó mọi người về á, cái làm như nó nằm xuống các bạn, nó nằm xuống. Thì mọi người mới vô, rồi ông Sáu á, ông mới kêu á là anh Thanh mày đưa lên tao coi đó coi. Mọi người mới xúm vô đèn đuốc rồi đốt lên. Rồi anh Thanh anh thấy là em mình có ông bà Sáu, ông Sáu ông coi cái chân rồi. Rồi bà Sáu bà cũng quýnh quán, bà chạy qua bà coi. Bà coi bởi nghe cái tiếng của bà hai, mà lúc mà nghe tiếng bà hai cũng giật mình ở trên. Nhưng mà vô rồi thì nó nằm rên rên. Thở vậy đó. Đó. Thì làm cho những cái người, tất cả những người ở đây người ta mới nghĩ là do là anh Thanh anh còn trẻ. Thì có những lúc cái người bệnh á, người ta bị khó thở hay là bị nghẹt là thở rất là nhẹ. Mà nếu khi nó làm con nó thiếu thảo quá, lo lắng quá, thấy không im ru vậy nó tưởng đâu là chết. Mà lúc đó là không phải như người ta mà nói là nhập quỷ nhập trà, nó nhập vô xong rồi bà bật vậy bà ngồi kiểu mạnh dạng này nọ thì không có các bạn. Bà nằm bà yếu xìu qua nghe. Yếu xìu sợ hả? Cũng y chang như là cái lúc mà bệnh hoạn, bởi cho con quỷ này nó rình rất là lâu ở nhà rồi. Người nào nó biết hết. Nó biết hết. Trong nhà sao là nó biết hết trơn rồi. Nó rất là tin. Cho nên là lúc đó nó nằm, nó làm y chang như cái lúc mà nó rình nó thấy bà hai bệnh vậy đó. Để làm y chang vậy luôn các bạn. Con cái thì lúc này ai cũng mừng hết trơn. Rồi anh Thanh nó lại nắm tay thì anh thấm nắm cái tay bà vẫn còn ấm, nó chưa có lạnh. Bởi vì khi mà bà hai bà mất thì bà mới mất đây thôi, mới mất có dạng 30 phút thì cái giống như là cái tay nó còn cái hơi ấm, nó chưa đến nỗi lạnh, tại vì lúc nào cũng chùm cái mền cho bà hết trơn mà đó. Thì anh mới nói, thì người này cũng nói má con còn ấm tay này nọ, thì hồi xưa hay coi như vậy nó ấm tay là còn sống đó. Thì người này người kia cũng vô nắm tay bà rồi hỏi bà cái này cái kia. Thì con cái nó biết, con cái nó không biết. Con cái nó biết thì nó gật đầu, cái nó không biết nó lắc đầu. Nó ta cũng tưởng là bà hai bà mệt, với lại bệnh bữa nay bà chưa mắc, thì ngày mai mốt thì bà cũng mắc thôi. Lúc đó người ta cũng nghĩ vậy, hàng xóm ai cũng nghĩ vậy trơn á. Người ta không có dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều bà mệt. Cái người thôi bây giờ cũng chưa mắc cũng mừng rồi, thì mấy cái người ở ngoài trước mà đem đồ theo những thứ cần thiết đó, để có thể lo cái hậu sự cho bà hai, thì người ta mới giấu ở một bên. Người ta nói là đi qua thăm này nọ thôi. Đó, thì lúc đó cũng may đi là không có xảy ra cái việc gì đáng tiếc hơn. Thì có những cái chuyện về quỷ nhập tràng, người ta nói là khi mà con quỷ nó nhập tràng được rồi thì cái người nó đụng vô là sẽ bị nó hớp hồn, nó chết. Cứ tùy, nhưng khi cũng tùy trường hợp thôi các bạn. Theo như Bảo nghĩ, bà Bảo nghe được rất là nhiều câu chuyện tâm linh từ khán giả gửi về á, thì cái kiểu giống như là cái con linh miêu nó nhảy ngang á, rồi cái con quỷ nó nhập vô thì có chết hay không thì cái đó bà không biết, nhưng mà nghe người lớn nói là đụng vô chết thì cái kiểu vậy. Thì có lẽ là linh miêu. Còn cái trường hợp này là cái trường hợp giống như là nó mượn cái xác của bà hai, bà mới vừa mắc lại nó nhập vô liền, nó rình bà mà đụng vô người bà không sao chứ, đụng vô không có gì. Thì cái từ đó tới sáng thì nó cũng cái con quỷ trong cái xác bà hai là
nó cũng ăn uống bình thường vậy thôi, nó cũng nhưng mà cái mà bệnh bình thường, nói tiếng Anh uống bình thường của người bệnh như các bạn, bị đút thuốc cho nó uống thì nó cũng uống, nó cũng uống, nó mã miệng ra thì chém chép như người bệnh thôi, chứ không có phải là uống hay là ăn như người sống mình thì không. Còn đút cho bà ăn thì dạng như đút một hai muỗng cháo là rồi đó, vừa đút nước là xong rồi đó. Cái tới sáng cái bà than bà mệt, mà bà nói là gần sáng thôi, thì bà đến như vậy lên mà nói ở ngoài đây lạnh lạnh, bà mới đưa đưa đến như gồng cái tay chỉ trong buồng, nó làm hay vậy đó các bạn, nó làm y chang như cái lúc mà bà hai bệnh luôn, bởi vậy nó đâu ai nghi ngờ gì đâu đó. Cái bà Sáu mới nói thôi bây giờ má con muốn nằm ở trong thì đưa má con vô trong đi, rồi coi nè cái cửa buồng á thì không cần phải đóng, còn cửa sổ thì bung lên cho nó có gió vô. Thì bà không chịu, bông mà vô trong một cái bung cửa sổ lên bà không chịu, lạnh lạnh bà nói vậy, bà nói lạnh lạnh thì không có mở cái cửa cửa sổ chỗ cái buồng lên, tại nhà đó người ta nhà nào hầu như là cũng làm cửa sổ hết, còn cái cửa buồng á, cái cửa buồng thì thôi đừng có đóng nó làm gì, bà sao mà kẹp vô luôn không có đóng, mở ra vậy có gì bà ra vô dễ, phụ giúp cho má bay kêu gì bà nghe đó. Thì cái cửa buồng mở, bà con hàng xóm thì thay vì qua để mà chia buồn thì bây giờ thành cái cũng là mừng mừng rồi, trong lòng cũng cũng mừng, ai cũng mừng hết trơn, là tại đó má mày chưa có mắt đó. Cái đến sáng đi ta vừa cũng thăm thì cái con quỷ nó biết mà, nó mới than mệt nó đòi nằm nghỉ, lúc này ra ngoài người ta mới nó mừng quá trời luôn. Bà hai bà nằm ở đó cái lúc bà mơ hồ không à, và chỉ nghe con Liên nó kể là nhầm khi bà tỉnh dậy thì bà chăn chối này nọ thôi, mà chăn chối đúng mấy câu đó thôi là xong, chứ không hề nói thêm một bất cứ một cái gì nữa hết. Mà lần này á thì bà hai bà có thể biết mệt, những cái người bệnh mà mơ hồ hấp hối rồi đó, người ta nó biết, bạn ta dán từ gồng ghềnh thôi, còn cái này là bà biết mệt rồi thì có nghĩa là sao, có nghĩa là không lẽ bà hai là đang cái trong cái quá trình mà hồi phục, thì nhiều khi thuốc nam hồi đó mà đâu phải như mình thuốc tây bây giờ uống thuốc nào chị đúng cái bệnh đó, thuốc hồi đó là giống như uống, nhiều khi uống vô là bệnh này chưa hết bệnh khác nó hết rồi, nhiều khi biết đâu chịu thuốc. Bà con mình hồi xưa thì hay kiểu như vậy, thậm chí bây giờ mấy ông già bà cả hồi trước cũng vậy các bạn, ông già bà cả mình bây giờ cũng uống thuốc nam, nhiều khi uống vô nó chịu tự nhiên nó hết mấy cái bệnh mà nhiều khi ta chạy á, mà uống vô nó lại triệu chứng nó đỡ hơn đó. Thì lúc đó ai cũng mừng hết trơn, thôi mày hốt thuốc của ông thầy đó được quá, thôi mày đi mày hốt thuốc cho má mày uống đó. Thì khi mà vô trong buồng rồi thì khác nha các bạn, ta nói mọi người ở ngoài đây nói cái gì cho nó nghe hết trơn, mà con quỷ này là kiểu mà nó sắp thành tinh nó mới nhập vô cái xác người ta kiểu đó, cho nên là nó rất là khôn, nó rất là khôn nha, nó nghe nói cái này cái kia cái nó biết, nó vẫn nằm ở trong buồng vậy, nó không đá động gì hết trơn, nó nằm nó ngủ. Mà tới phiên trưa rồi đó thì lúc đó chăm sóc là anh Thanh anh đem vô này nọ, anh đút anh mớm thì giống như là đút cho bà ăn á, cho bà cho nó ăn á, thì nó cũng ăn, nhưng mà anh Thanh mà đi ra ngoài một cái là rồi, nói ra trơn nó phun ra trên lại làm sao, nó không uống như mấy cái thứ đó. Cái đến chiều nói chuyện rất là rõ nha các bạn, tới chiều mới nói, chiều gần sập tối mới nói là Thanh ơi Thanh ơi, đến độ mà nói chuyện mà ở trong buồng nói chuyện với anh Thanh á, mà chị Liên ở ngoài đây chị nghe chị mừng, đến độ mà chị nói là anh hai bồng em vô để em nói chuyện với má, bồng vô ha, là kể như ha nó biết, nó rình nó biết, một phần là nó biết chị Liên, và một phần nữa đó là nó biết cái cử chỉ cái thái độ của bà hai khi mà bà còn sống, nó rình bà từ lúc bà còn sống mà chưa bệnh lận, nó rình bà lâu lắm rồi. Bà hai mỗi lần là hay vuốt cái đầu vậy nè, vuốt cái đầu của chị Liên, con ơi đừng khóc không có sao, ta nói nó làm y chang, nó vuốt đầu con ơi má má khỏe má đỡ rồi, trời ơi nghe cái điều đó rồi hai anh em ta nó chảy nước mắt, mà nhưng mà lúc này là nước mắt mừng vui, không biết các bạn, không biết đó là cái con quỷ nó nhập. Thì anh em quá mừng rồi đó. Cái chị Liên á là ở trong đó với nó luôn,
Còn anh Thanh á thì nó kêu anh Thanh á: "Con ơi, con đi kêu chị Sao qua chơi với má." Tại vì hồi đó nghe, mỗi lần bà Sáu qua là bà mua cái này cái kia qua, rồi cái nhà bà có bà đem qua, ví dụ như cá bà làm chín hay hoặc lâu bà có tiền bà mua miếng thịt là bà cũng đem qua bà cho. Và bà thương gia đình của bà Hai lắm, mà bà Hai hồi đó cũng rất là thương và giúp đỡ gia đình của bà Sáu đó, là cho nên á cứ lần nào bà Sáu qua là lần đó gần như là đều có đồ ăn. Nó kêu vậy đó. Còn hai anh em thì nghèo, chỉ là chăm sóc cháu và bà con cho tiền rồi đi mằng có tiền rồi thì cho mẹ mình, mà mẹ mình bệnh đâu có dám cho ăn bậy bạ đâu. Hồi đó ta cử dữ lắm nha, ông bà hồi xưa mình cử dữ lắm, những cái khi mà bệnh hoạn cử này không cũng ăn, cử kia không được, mà hai anh em thì còn trẻ, bà con lớn tuổi mấy người thương má mình nói mình sao thì mình nghe vậy. Còn bà Hai thì lúc đó là cũng như là bà dịu rồi, bà sắp đi rồi, cho nên là bà đâu cũng đâu có nói được cái gì đâu. Mà bây giờ con quỷ nó nhập vô mà nó chỉ là nó làm theo cái bản năng của nó thôi. Đó thì nó mới kêu, nó kêu kêu qua thì anh Thanh nó mới chạy đi, thì để chị Liên ở nhà. Mà chị Liên lại ngồi trong cái buồng với lại con quỷ, mà cái chân chị bị gãy nữa, mà chị còn không biết nữa. Cái tự dưng cái ngồi hai má con ngồi vậy đó, thì do là ở trong buồng, cái đèn để bên ngoài, mà lúc nào bà Hai má cũng nằm ở trong cái mùng ở trên. Mà chị Liên đang nói chuyện mừng quá, má lấy cái cứ là chân đau này nọ, nhưng mà cũng ráng cầm cái quạt phải là má ơi má, con má. Thì các bạn cứ liên tưởng cái cảnh đi, các bạn liên tưởng là các bạn thấy rùng mình liền. Trong một cái buồng, rồi ở trong một cái mùng, đèn thì nó ngoài cứ pha vô cái đèn ánh sáng nó cứ dịu vô, thì ở trong cái mùng á, chị Liên thì cái chân bó nẹp, thì ngồi cũng cầm cái quạt phe phẩy mà bà Hai là con quỷ đó. Trong cái xác của bà Hai á, thì tóc tai của bà Hai bỉnh quản đâu ai mà cột lại. Hồi đó mà cũng xả xuống, nó sụi xuống vậy nè, mà bà quay mặt bà dòm vậy nè. Bà dòm chăm chăm vô chị Liên luôn, dòm chị Liên nổi óc luôn. Nhưng mà chị Liên cứ nghĩ là mẹ của mình giống như là chết đi sống lại rồi. Bệnh hoạn tưởng chết mà bây giờ khỏe, có thể ngồi dậy nhắc người này nhắc người kia. Thì nhầm khi thương mình quá đó, rồi bà Hai rất là thương chị Liên và anh Thanh. Thì khả năng là thương quá thương rồi, cho nên là muốn dòm con mình thiệt là lâu, thật là sâu. Con cái thì má mình bệnh lâu rồi, nằm ăn đâu uống gì được, trong mặt mày thì nó hốc hác. Nhìn vô cái gương mặt mà nhất là ban đêm, nhìn trong cái buồng đó, mấy người mà lớn tuổi các bạn, nhìn trong cái buồng mà mặt mày hốc hác, tóc tai xỏ xuống cứ đó nhìn rất là ghê. Cho nên mình mới có cảm giác rùng rợn, chứ chị không biết được rằng nó quỷ nó dòm. Thì lâu lâu quá làm chép trong miệng đó các bạn, nhưng nó thèm thịt, nó dòm chị Liên làm chép cái miệng, nhưng mà thèm thuồng. Cái chị Liên hỏi: "Ô má ơi, má đói hả má?" "Ừ, mà đói gì lắm." "Ô má ơi, má nói má ráng đợi chút xíu đi, anh Hai anh về rồi nói với anh Hai nói với nó cháo cho má ăn." "Ừ, cháo thịt nghe con, cháo thịt nghe." Thì lúc đó chị Liên thấy lạ rồi, hồi nào tới bây giờ là bà Hai bà không có đòi hỏi, thậm chí mà nấu cháo cho bà, mà khi sợ bà bệnh nó đi mua thịt thà về nấu cho bà ăn, mà bà còn không chịu nữa. Mà lúc mà bà còn tỉnh không chịu, nói tụi con để tiền ở đó con lo cho cuộc sống tụi con, không bao giờ bà đòi, không bao giờ đòi những cái điều đó. Với lại một cái thứ hai là sao má mình nói nghe ghê quá, thèm thịt mà dòm mình á, như là cả dòm không có rõ ánh mắt, bởi vì trong buồng mà, trong mùng mà ánh sáng đèn nó không có vô tới, cho nên là giờ không có rõ ánh mắt của má mình, mà cái cách má mình thèm nhìn mình giống như kiểu mà thèm thịt mình vậy đó. Có cảm giác đó. Và cái tiếng nói cũng kỳ lắm. Nếu mà là bình thường thì bà Hai bà khỏe, chắc chắn chị Liên sẽ nói: "Má ơi, má nói chuyện nghe ghê quá." Còn cái lúc này là chị chỉ nghĩ là do là má mình nó còn rất là mệt và bệnh hoạn, cũng biết không biết là hết chưa nữa, tại vì mới vừa tối hôm qua tới bây giờ mà. Rồi thành ra đó là bà nói chuyện nó sẽ không khác,
và nghe nó rất là ghê. Chị mới nghĩ như vậy các bạn. Mà không ngờ được rằng thèm thiệt. Thì cởi cho anh Thanh nè. Anh Thanh nào có biết cái chuyện ở trong nhà đâu. Anh chạy xiết qua bển, anh kêu bà Sáu. Mà bà Sáu thì nói nào ngay. Từ sáng tới trưa này nọ bà cũng ở bên đây. Trưa bà mới về rồi, bà nằm nghỉ mệt, nghỉ ngơi rồi. Bà cũng đang định qua nữa. Mà chuẩn bị qua thì nghe thấy anh Thanh anh chạy qua, nói má con khỏe nhiều hơn mấy bữa trước chữ lắm mà bác Sáu ơi. Mà má con bà tỉnh vậy cái bà nhắc bác Sáu dụ bác Sáu qua chơi. Trời ơi vậy hả mày? Thì bà cũng mừng, bà lính quýnh quá bà mừng. Tại vì cái lúc đó nói nào ngay, bà Hai lúc đó cũng không có lớn tuổi mấy. Bà Hai lúc đó là chỉ cũng cỡ là 42, 43 tuổi à. Mà do bà lam lũ thì nhìn bà già trước tuổi, kiểu mà nhìn bà cũng giống cỡ năm mấy tuổi. Rồi tóc tai của bà thì nó kiểu giống như là nó dằn nắng nha, dằm sương dằm gió, với cái tóc của bà nó bị cái màu nó hơi ngã ngã màu nó nâu, giống như kiểu mà cái người khắc khổ vậy đó. Mà nghe nói vậy rồi cái mừng. Mà sao lật đật chạy qua các bạn. Lật đật chạy qua. Lính quýnh hết trơn. Bà chạy qua bà không có đem theo đồ. Không có đem theo cái đồ ăn gì lúc đó, đồ ăn đồ uống gì. Tính sao đi. Mà biết tính bà Hai nào vậy, bố nó cần vậy đó. Cái bà Sáu mới cùng với anh Thanh về. Mà cái thái độ này là một cái thái độ khó chịu và bức rứt. Không hiểu lý do tại làm sao mà mẹ mình như vậy. Có điều lúc này thì anh hai Thanh và bà Sáu đã đi vô trong buồng rồi. Mà khi hai người mở cái cửa buồng ra bước vô bên trong á, vừa bước vô thôi nó có cái gì đó nó lạnh lắm, giống như thể là hồi đó thì đâu có máy lạnh gì, nhưng mà giống như thể là bây giờ mình đang đi ở ngoài đường mà bây giờ bước vô cái chỗ mà máy lạnh nó mở sẵn vậy. Cảm giác nó kỳ cục như đó, mà nó lạnh nó rợn người nha. Lạnh giống như lạnh từ bên trong lạnh ra nha. Thì hai người tuy là cũng dùng mình một cái, nhưng mà lúc đó đó do là cái niềm vui á, cái sự mừng dở á, nó quá lớn rồi, nó áp đi cái sự mà lạnh lẽo đó. Thì lúc này á, anh Thanh và bà Sáu mới bước vô, bà Sáu mới đi ngay là cái giường. Trời ơi chị Hai khỏe hả chị Hai? Bà nằm ở ru không trả lời. Mà trong khi trước đó chính bà Hai là cái người kêu anh Thanh đi vô bệnh, kêu bà Sáu qua đây. Mà bây giờ bà qua rồi, mà hồi nãy chị Liên á còn thấy mẹ mình đang ngồi khỏe mạnh ngồi lên giờ mình vậy, tự nhiên bây giờ nằm hoài. Mẹ ơi mẹ, bác Sáu qua thăm mẹ kìa mẹ ơi. Ừ vậy thôi chứ không nói gì hết trơn á. Cái anh Thanh với chị Liên thì sợ bà Sáu bà buồn, sao mà qua không chịu nói tiếng nào, mà cái câu trả lời á, giống như bất cần. Thì anh Thanh ảnh mới nói, ủa mẹ, mày mệt hả mẹ? Định nói cái lý do là mẹ mình mệt cho bà Sáu mới đừng có buồn, mà bà Sáu nào giờ mới có đâu nghĩ mấy chuyện đó. Thôi bày, má mày mới vừa khỏe cho nên là bây giờ chắc là bà chưa có đủ sức đâu. Thôi để cho bà nằm bà nghỉ đi. Trời ơi chị khỏe lại là tôi mừng rồi. Thì bà Sáu mới ngồi đó cũng cười và lâu lâu có lấy cái, giống như là cái người đi thăm bệnh vậy đó các bạn, thì lấy cái tay á, lấy cái tay của bà Hai lên để giờ so bóp vậy nè. Thì khi mà bóp vô sao cảm giác nó kỳ, cảm giác giống như thể là nó nguội lạnh lắm. Bóp một hồi cái bà Sáu mới nói, mấy đứa lấy miếng dầu sức cho má bay, cái tay má bay hơi lạnh nè. Dầu thì để kế bên, anh Thanh mới lấy đưa qua cho bà Sáu. Mà đưa qua rồi thì bà Hai không chịu. Thôi đừng có sức, tôi có sao đâu, đừng có sức. Mà nói chuyện cái giọng giống như là nạt nộ vậy đó. Cái bà Sáu nói, thôi chị không sức thì thôi, tôi không năn nỉ nữa. Mà bây giờ nè, chị nè, có mệt có gì hay là trong người muốn ăn uống cái gì á thì phải chịu khó dài 3 ngày rồi mới ăn được nghe. Còn bây giờ là ráng húp cháo vô đó, cho nó khỏe. Ơi, cái giọng điệu của bà Hai lúc đó nó vậy. Áo gì mà mấy cái đó thì nó cũng bình thường thôi, giống như thể là cái người mới khỏe lại nói chuyện không có rõ. Nhưng mà có một cái lạ lắm, nói cái điều đó ra là ba người ta nó nổi hết da gà luôn.
cái âm thanh nó chỉ như vậy thôi mà tự động nó nổi da gà lên. Thì một hồi sau cỡ 5 phút gì đó cái bà nói bà nghỉ mệt, ngủ dần chàng nó nói là nó nghỉ mệt, nó nằm, muốn nằm ngủ. Thì thôi bà Sáu mới kêu anh Thanh á là kiểu là bế bồng chị Liên ra bên ngoài, tại cái tin chị Liên đâu có đi được. Thì bà Sáu mới định là thôi nằm đây, mình ngồi ở đây mình quạt quạt cho chị hai chị ngủ. Mà mới vừa hai người kia vừa đi ra ngoài rồi cái bà ở đây bà Bánh Hà đi tôi ngủ đi, không qua không ra không qua. Thôi bà Sáu bà cũng hơi lúc này bà hơi có cái gì đó nó hơi bồ khó chịu, tại vì sao mà, nhưng mà thôi cỡ gì là chị hai chị mới khỏe lại cho nên là cái tính tình tính khí của chị hơi khó chịu chút. Cái bà mới đi ra ngoài, anh Thanh mới nói bác Sáu đừng buồn nghe má, con bà mới khỏe, tờ có gì đâu bây giờ tao thì cũng thấy hơi kỳ, sao có tính tình của chị em hai nó có cái gì đó nó hơi khác. Nhưng mà thôi đó là do bà mới khỏe thôi, tao có buồn gì đâu. Thì bà ở trong á, con quỷ nhập tràng ở trong á nằm vậy nó không nói gì. Đến khi mà bà Sáu bà về rồi đó thì anh Thanh anh mới đi vô, anh đi trong buồng, mỗi lần đi trong buồng làm như cảm giác nó lớn lắm. Mỗi lần á thì mẹ mình bệnh lúc nào cũng muốn đi xiết lại mẹ mình coi mẹ mình mỗi lần mà thức dậy coi có sao không. Nhưng mà lần này cứ kỳ lạ là giống như là rất là thương mẹ nhưng mà sao trong lòng lại ớn ớn không muốn vô trong buồng. Có điều ảnh thì vậy thôi nhưng mà vô là ảnh vẫn vô. Cái em mới đi vô, ảnh đi vô thì bả cào nhào, bả cào nhào ảnh giật mình tại anh tưởng bả ngủ rồi. Nhưng mà ai về đâu không có ngủ, bà nói đi qua mà không đem cái gì theo hết trơn, không có cái gì ăn hết trơn. À, thì nghe mẹ mình lẩm bẩm vậy, ôi mẹ ơi bộ mẹ thèm mẹ muốn ăn gì hả, bày có gì cho tao ăn, nó tỉnh bơ vậy, bày có gì cho tao ăn, tại vì bà biết trong nhà đâu có gì mà ngon lành cho bà ăn đâu. Mốt đừng kêu qua nữa nha, kêu qua không đem gì qua, không đem gì qua ăn chứ. Nghe nói như vậy anh Thanh mới biết được là bà Hai đang nói bà Sáu, tại vì hồi trước mỗi khi bà Sáu đi qua là gần như 10 lần hết 9 lần là đem đồ ăn qua rồi. Còn nó thì nó con quỷ á, nó canh bà Hai mà, cho nên là nó biết hết và nó nghĩ là đi kêu qua để bà đem đồ qua cho nó ăn á. Nhưng mà giờ lúc đó bà Sáu bà mừng bà quýnh quá bà đi qua liền chứ bà không có đem gì ăn hết trơn á, thì nó bực nó khó chịu. À, thì nó mới làm vậy. Cái anh Thanh anh cũng dùng lời lẽ nói thì hồi đuổi ra mà nó nói tao ngủ mày đi ra. Anh Thanh anh ra ngoài thì bữa nay anh ngủ trên cái giường mà bữa đó bà Hai nằm chết á đó. Đó thì anh ngủ trên đó, còn em anh thì ngủ đối diện. Anh nằm anh suy nghĩ anh nói không lẽ cái người mà chết đi sống lại là cái tính khí nó khác thường vậy ta, tại vì quỷ nhập tràng nó nhập vô tuy là nó biết nhiều chuyện thiệt các bạn, nó canh bà thời gian dài cho nên nó biết nhiều chuyện, tại bà mà mạng số của bà cực kỳ hợp với nó. Có điều cái tính khí con người thì mỗi người mỗi khác, mà nhất nó là quỷ nữa mà, thành ra là nó không có giống được cái tính của bà Hai. Bà Hai hồi đó dù mệt cỡ nào hay là trong người cỡ nào luôn, không bao giờ bà có cái thái độ kỳ cục như vậy. Nhưng mà dẫu sao cũng mừng thôi, mẹ mình tỉnh lại rồi, tính khí có thay đổi chút, con cái chịu chút có sao, thì mới ngủ đã. Thì trong khi hai anh em ngủ ở đây nè, cái con quỷ nhập tràng nó đi ra mà đi ra từ sau cửa bếp á, hai anh em không có biết. Thì ở thay vì cái nhà của bà Sáu á cách 300 thước về phía tay phải đi, thì bên đây là bên tay trái, phía tay trái khoảng chừng hơn 300 thước một xíu thì có cái nhà của anh Hải. Anh Hải này á là anh có vợ có con hai đứa lận, nhưng mà hôm nay thì anh chỉ ở nhà của mình nên nè, vợ con ảnh là đi đám tiệc ở bên nhà mẹ vợ mà anh có công chuyện không có đi được, với lại anh cũng có đi cái đám bên đây nữa, cho nên là lúc đó là cái người ảnh là 8 giờ anh về tới nhà là bắt đầu là anh xỉn xỉn rồi, anh nằm ngủ phay vậy. Tới phiên mà cái giờ đó cũng cỡ là 1:30-2 giờ độ chừng cái giờ đó đó, thì anh đang ngủ trong nhà anh mới nghe cái âm thanh gì nó kỳ kỳ bên ngoài, giống như là ai đang lọ mọ kiếm cái gì ở sau phía chuồng gà nhà anh đó. Thì anh mới nghĩ ăn trộm đi, nhưng mà có một cái á là anh nhớ rất là kỹ, anh cột cửa rất là cẩn thận mà cái chuồng gà này không phải nằm ở bên ngoài,
Chuồng gà này nằm ở sau cái nhà bếp ảnh, nên là có nghĩa là nó nằm trong cái phạm vi trong nhà. Rồi làm cái cửa nhỏ để có thể là mở ra cho gà đi ra ngoài, giờ sáng đi ra ngoài đi kiếm ăn hay mình cho ăn gì đó, tới chiều rồi nó đi vô nó ngủ. Có nghĩa là các bạn phải liên tưởng là cái nhà của anh Hải ở dưới cái bếp á, thì còn cắt dèm da một đoạn cỡ 3-4 thước, chiều dài thì cũng cỡ là 5-6 thước, là để mình nuôi gà. Thì cái ở đây thì mọi người thấy nó sẽ họ nói rằng là nuôi gà gì mà nuôi trong nhà vậy, mà nuôi hồi lần ta nuôi gà ăn thịt không à, kêu đó rồi nó ỉa hôi thối cỡ nào. Nhưng mà thật ra thì không phải các bạn, giống như Bảo hồi trước cũng vậy nè, nhà Bảo hồi trước nó cũng nuôi gà mà cái kiểu trong nhà như vậy đó, cho nên Bảo biết ở phía sau cái nhà bếp á, thì cắt dài ra rồi để gà nuôi xong rồi sáng thải ra, nhưng mà một ngày phải quét 3 cự. Nó ngủ dắt tới sáng là mình phải quét cho nó sạch, và lúc mà cái chỗ mà nó hay nằm ngủ á, phải kiếm mớ cát hoặc mớ cho dục vô trong đó để phân nó thải xuống rồi á, thì nó bị mấy cái đó làm ráo lại, nó đỡ mùi hôi. Cho nên là bà biết rất là dành người với việc mà nuôi gà trong nhà như vậy đó. Thì trở lại với câu chuyện, khi mà nghe cái âm thanh nó lạ ở dưới rồi á, thì anh Hải mới suy nghĩ trong đầu, sớm chờ mình nào giờ không có ăn trộm. Mà sao mình nghe như cái thể là cái tiếng người đi. Nếu như nó là cái hồn ma các bạn, thì đương nhiên nó sẽ không có cái âm thanh phát ra, trừ khi là nó muốn làm cho mình biết để nó nhát mình. Còn nếu như ăn trộm á, thì ăn trộm thì phải làm gión dén chứ, ăn trộm gì mà đi kịch bịch vậy. Thì nó ngủ là mình ngủ, mình có khi nào nằm mơ không trời, thì cứ nằm mình nhà có mình ên thì tự động nghĩ vậy. Anh mới lấy cái tay á, anh giả bóp vô mặt anh như nè, giả nghe cái tiếng như nè. Nhưng mà thí dụ như ban ngày thì mình nghe cái âm thanh á nó nhỏ nhẹ đó. Nhưng mà ban đêm á, giả như vậy á nghe trơn các bạn. Mà nếu như là ăn trộm á, mình giả như vậy rồi á, anh biết phát hiện là không phải là mơ rồi, thì thằng ăn trộm nó phải chạy ra ngoài chứ làm gì mà mình vẫn còn đi giống như tự nhiên á. Thì lúc này anh Hải anh nói kỹ ra, ma không ra ma mà người không ra người, ăn trộm thì mình phải bước xuống dưới coi cái con sao. Anh mới lợi anh mở cái cửa buồng của anh ra, anh mở cửa buồng bước ra bên ngoài, anh mới đi lọ mọ xuống, mà lúc này không có đèn nha. Anh đi mọ xuống thì anh thấy một cái bóng chạy ra, anh giật mình, anh té cái bịch, cũng giật mình chứ đang mới gì bước xuống thấy bóng chạy ra. Con quỷ nhập tràng nó chạy khác với con người mình lắm các bạn, mặc dù là nó nhập cho cái xác được rồi, nhưng mà cái cơ thể con người mình thì chạy dễ nghe. Còn nó thì nó chạy á, nó bị cứng lắm, nhưng mà được một cái là nó chạy thẳng cái đường, nó chạy nhanh hơn là cái sức khỏe của bà Hai vào thời điểm đó. Người già mà chạy được bao nhiêu à, nhưng mà do là nó nhập vô rồi thì cái sức nó có, nhưng mà cái cách nó chạy lần khẩn kỳ lắm. Anh gặp chạy khẩn vậy, nó trời đất ơi nào giờ cũng gặp vậy đâu. Anh té cái bịch rồi anh quảng hồn quảng vía đi, anh mới chưa có định được cái tinh thần á, còn không có la lên là ăn trộm hay là cái gì hết trơn. Chứ bình thường ta là la lên rồi ăn trộm cái ăn trộm gì, cái tướng chạy kỳ cục đi, chạy mà chạy thân đứng băng tới như nè. Anh quảng hồn mà anh đớ miệng hết trơn, anh sợ anh không dám la. Mà anh thấy cái cửa nó mở ra rồi, mà anh nhớ rõ ràng là anh cột rất là chắc. Thì lúc này một hồi sau đâu 5-10 phút gì vậy đó, anh mới lờm cờm, anh ngồi dậy, anh ra trước anh đốt đèn dầu, anh đi xuống anh coi. Anh coi thì anh thấy là gà của anh thì đâu có nuôi mà nhốt trong cái bội hay là cái khung gì đâu. Nó nằm sải lai đóng cái cây ngang vậy, đứng đó nó ngủ thôi. Anh không có kịp, đó anh sợ cho nên là anh nhìn sơ qua không thấy gì, rồi là anh ra anh đóng cửa lại là anh không có kịp. Anh mới đi ngược vô trong cái buồng á, anh vô trong buồng anh nằm mà anh run, anh sợ các bạn. Anh nói gì kỳ trời, cái gì mà nào đó tới bây giờ có khi nào mà mình nghe được cái âm thanh mà với lại cái hình ảnh mà chạy kiểu mà kỳ cục vậy đâu. Mà bản thân bây giờ trong nhà có mình ơn à, xung quanh thì nhà cửa người ta ở cũng xa xa nhau, đâu có khích nhau đâu. Bây giờ chạy ra ngoài cũng không dám chạy ra ngoài nữa, còn ở trong nhà
thì gặp cái cảnh tượng vậy, giờ biết biết sao tính. Giờ lỡ nó nếu như mà không phải ma mà là quỷ, không lẽ bây giờ nó vô nó giết mình, bóp cổ mình này nọ, nó bắt hồn mình, sao mình chống lại được nó. Anh sợ quá nằm anh run. Từ đó mà anh độ được cũng khoảng một tiếng đồng hồ nghe. Anh nó tiếp tục nghe. Tiếp tục nghe là cái âm thanh nó phát ra là y chang như cái đợt trước vậy đó. Trước đó thì cũng thể suy nghĩ là ăn trộm. Nhưng mà ăn trộm nào dám mình ra nó bỏ chạy vậy rồi mà nó dám đảo lên lần nữa. Con cái nghe cái âm thanh sáng quá trời nó giống rồi. Anh sợ dữ lắm các bạn. Người ta nói cái người mà lâm vào trong tình trạng các bạn cứ liên tưởng bản thân mình mà nằm trong cái tình huống như vậy thôi. Xử lý sao? Có mình nên à? Mà quỷ á, vào thời điểm đó người ta nói quỷ là cái gì đó cực kỳ đáng sợ các bạn. Anh mới nằm, anh co ro mà anh quá khứ sợ rồi. Anh không có dám bước xuống. Đó, cho đến khoảng một tiếng hơn nữa nghe. Thì lúc đó anh mới không còn nghe cái âm thanh đó nữa. Cứ như vậy mà anh nằm anh chịu. Anh chịu cho đến khoảng 4 giờ mấy sáng á, anh mới nghe cái tiếng của người ta đi đồng. Đi ở ngoài đường, tại nhà anh cặp cái đường mà. Anh nghe cái tiếng của người quen, anh mới la lên, anh kêu người ta vô. Đó. Thì ta đi tới cái cửa rồi mới dám anh ra mở cửa, mà mặt này anh thấp hát theo kiểu là anh sợ quá đó, mà con mắt á các bạn. Con mắt nó không có nói dối được. Con mắt của anh Hải lúc đó đó, nó tỏ ra một cái giống như là ban đêm đó nghe, người ta đâu có dòm rõ được đâu, người ta cũng cầm theo cái đèn nhưng mà dòm của mắt đâu có rõ đâu, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái sự sợ hãi trong con mắt của anh Hải. Mà cái thái độ của anh thì cứ lung túng cà rung gì đó. Thôi mày làm gì Hải? Thì anh mới kể lại. Anh kể lại cái điều đó, người ta mới xúm nhau, người ta đi ra cái chuồng gà. Anh không dám đi vô, người ta mới đi vô. Đi vô thì dội đèn nè các bạn. Dội đèn xong rồi á thì thấy gà, thí dụ như anh nuôi mười mấy hai chục con đi, nó chết ra phân nửa. Mà lạ một điều là nếu như nó chết vậy thì nó phải dãy, hoặc là nó sẽ mấy con còn sống nó sẽ ồn lên. Đằng này anh em ru chỉ nghe cái tiếng bước chân rồi ông nhớ lại là có cái tiếng chanh chét đó, thì có cái dấu cắn ở trên các bạn, mấy con gà cắn cổ ra. Làm như không ăn thịt mà uống máu hay sao á. Ghê lắm. Con nào con ấy là bị cắn. Mà cái dấu mà con chó hay là con này con kia cắn thì dân nhà nông mà làm gì ta dòm vô ta không biết. Cái dấu cắn là chỉ là một cái dấu của giống như hàm răng ngừ vậy. Cái gì kỳ vậy trời. Sao mà có cái chuyện này xảy ra nữa. Lúc đó là sùm lên luôn. Chạy kêu cho mấy cái người ở trong xóm, mà mấy cái người lớn tuổi nọ lại coi, thì ông nào cũng nói coi quản hồ quản vía luôn. Thì nó máu me dưới tùm lum hết trơn. Máu của mấy con gà đó. Mà mấy con gà kia là xếp ru lúc cổ là nó không có nào dám la. Mà ai đâu mà mình ban đêm hơn mà cắn cổ gà kiểu đó. Thì lúc này á, do là cái kinh nghiệm của bà con này nọ, người ta mới nói là những cái trường hợp như thế này là chỉ có một cái là cái người bị ma hay quỷ nhập mới cắn vậy thôi. Còn quỷ nó vô nó bắt, thí dụ như nó bắt con gà chết đi, là con gà chết cứng đơ. Chứ không có vụ mà có dấu văn như vậy. Là chỉ có người mà bị ma nhập, quỷ nhập đó thì mới cỡ như đó. Nhưng mà trong xóm thì chạy xuống nhau đi hỏi này là không có cái trường hợp nào mà lạ của cái người nào bị cái việc tâm linh hay là cái gì hết trơn. Chỉ duy nhất một điều là mới hôm qua nhà bà Hai nghe nói chết mà sao mà sống lại. Thì lúc này là người ta nghi, người ta bỏ trong lòng là cái sự nghi ngờ rồi. Có một cái á, bà Hai khi bà còn sống là một cái người rất là được lòng bà con đó sớm. Mà hai đứa con lại hiền lành hiếu thảo, bà con ta cũng quý nữa. Cái ông đó mới nói là cái người mà thân với gia đình của bà Hai nhất là ông bà Sáu, mới đi qua bển hỏi. Thì qua bển hỏi cái bà Sáu mới trả lời, mới nói trời không mà chị Hai là bình thường à. Tôi qua tôi thăm là chỉ có cái là chị mệt mỏi này nọ thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Trời ơi, tối hôm mà con thằng Thanh nó còn mừng, nó chạy qua nó kêu tôi này nọ, tôi còn qua bển đó nè. Con cái là cái người mà chết đi sống lại được, cái tính khí hơi thất thường chút xíu thì có, chứ còn cái chuyện đó không có à nghe. Tôi vô tôi thấy bình thường rồi nghe. Mặc dù là nói với người ta như vậy và bà con trong xóm cũng tin bà Sáu, thành ra là tạm lắng đi cái vấn đề đó.
Có nghĩa là người ta sẽ không vô nhà của anh Thanh để mà dò hỏi và tìm hiểu cái lý do cặn kẽ cho làm sao. Người ta không có vô, người ta tìm, tại người ta tin bà Sáu. Thì khi mà người ta về rồi đó, bà Sáu mới nói với ông Sáu: ông tôi kể ông nghe này đó. Thì hồi tối tuần sau kể là hết vậy. Có nghĩa là bà Sáu cũng có cái gì đó bà hơi nghi nghi. Tại vì nó nói là Thăng rồi, cho nên là cái tính khí của bà hai khi còn sống làm sao, lúc bà mệt gần chết kìa, bệnh hoạn sắp chết tới nơi kìa, nhưng mà sao vẫn là đàng hoàng như vậy. Chứ đừng nói là khỏe như bây giờ, mà con cái một cái người nằm liệt giường như vậy khoảng chừng mấy tháng trời mới chết. Tại sao khi mà chết xong sống lại mạnh khỏe như vậy rồi, sao mà nó nhìn tới nhìn lui, nghĩ tới nghĩ lui, sao nó cứ giống như cái trường hợp quỷ nhập trạng. Đồng ý là ở hồi trước có những cái trường hợp người ta chết đi sống lại thật, chứ phải không có, các bạn có sống lại là cũng khỏe mạnh này nọ nghe. Nhưng mà cái tính người ta mặc dù có chút thay đổi, con cái là đi ra người ta mừng lắm. Bởi vì tại sao? Tại vì người ta tưởng người ta chết rồi, mà bây giờ người ta được sống lại, được tưởng đầy rằng là đã mất hết những người thân bên cạnh, là không bao giờ được chạm tay chạm chân vô rồi, mà bây giờ người ta sống lại rồi, người ta mừng lắm. Đừng nói là ở trong nhà, mà thậm chí nếu mà khỏe được như vậy đi ra ngoài gặp người này gặp người kia mừng dữ lắm. Còn đằng này sao mà cứ rút trong nhà, rồi trong xóm đã xảy ra cái chuyện như vậy nữa. Còn đồng thời mà qua bà giờ tay chân này nọ này, bà thấy nó lạnh lạnh, nó kỳ kỳ, mà cái tính khí nó giống như là thay đổi 100% vậy. Con cái biết được những cái chuyện này nè, giống như cái chuyện này chuyện kia thì biết, và nói là nó trùng khớp hết. Anh Thanh với lại chị Liên kể cho nghe, mà mấy cái vụ mà trước đó mấy ngày hay là trước đó một tháng kể nhớ chừng à, thì cũng không muốn điều tra hay là cái gì, nhưng mà có một cái á, cái giác quan của người nhà quê mình hồi đó cũng hay lắm các bạn. Tại những người ta sống chung một cái thời điểm mà ma cỏ nhiều mà. Cái hai vợ chồng ông bà Sáu mới bàn với nhau, thì ông Sáu nói về nó: bà ơi, ma quỷ á, thường thì nó kỵ những cái thứ trị tà. Thôi bây giờ tôi nói với bà như vậy, thường á thì cái nhánh dâu á là nó trị tà. Bây giờ tôi nói với bà ha, bà đi hỏi ông thầy thuốc đi, bà nói là nhờ ông thầy thuốc lại coi mạch cho chị hai. Mà nếu như mà ông tới ông coi cái trường hợp mà coi không ra hay là cái gì đó, thì bà hỏi ông thầy thuốc là nếu mà giờ mà cái lá dâu á mà dắt ra nước này nọ nè cho chị hai chị uống là được hay không. Cái lá dâu thì thường thường hồi đó người ta nói uống nhiều nó mát, mà nếu như không có tác dụng hại cho cái sức khỏe của bà hai thì cứ cho bà uống thử, chấp nhận uống có nghĩa là sẽ không sao. À, thì ông bà Sáu mới tính cái đường như vậy, nhưng mà cũng không có nói cho anh Thanh và chị Liên nghe. Lật đật bà Sáu mới chạy bển kêu ông thầy thuốc, nói nào ngay thì ông thầy thuốc ông qua nhà bà hai cũng hài rậm đợt trước khi bà hai mất. Cái ông thầy thuốc ông nghe nói vậy, đi, nhưng mà đâu ông không biết gì đâu, ông là vô tư nghe, không có nói cho thầy thuốc nghe là bệnh thử hay là cái gì, chỉ là chị hai tôi mới chết đi sống lại vậy thôi, bây giờ đi qua coi cái mặt tượng coi là chỉ sao, sức khỏe chỉ sao. Ông vô tư lắm, ông đi qua, mà hồi đó là mỗi khi ông qua là anh Thanh và chị Liên, thậm chí bà hai lúc bà còn yếu bà cũng cảm ơn ông dữ lắm. Tại vì ông qua ông bắt mạch này nọ, ông bổ thuốc, ông không lấy tiền, ông thương lắm đó. Thì khi mà ông đi qua cái làm như nó biết, các bạn, nó biết ông qua nghe. Thì tự nhiên nó không biết, nó giống như là quỷ mà nó cái ý tưởng của nó làm sao thì mình đâu có rành, mà chỉ thấy là lúc đó là từ sáng cho tới cái giờ đó nó vẫn nằm ở trong buồng, vẫn nằm trong buồng. Mà hai anh em á, khi mà đi vô, anh Thanh bồng chị Liên đi vô thì có cái mùi tanh tanh, nhưng mà nó nhẹ thôi, nó không phải là quá nồng. Tức là khi mà uống cái máu con gà đó các bạn, cái cơ thể của cái người đã chết rồi thì đâu có đào thải được, đâu có đào thải ra này nọ được. Nhưng mà do là nhờ cái ý thức của con quỷ thôi thì nó mới, nhưng mà tạm tạm là nó làm được cái điều đó, nhưng mà giống như là nó làm cũng giấu giếm này nọ, đâu có ai đâu biết. Nhưng mà cái cơ thể á, nó, hay hoặc là cái miệng mồm á,
nó sẽ có mùi đó. Cái hai anh em cũng không có nói, nghe cái mùi nó tanh vậy thôi, cũng không, nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không có nói. Mà thấy má mẹ mình đang nằm nghỉ rồi cũng không có dám cản, mà đút cháo cho nó ăn thì nó má 12 miệng cho nó húp dài ba muỗng rồi cũng giống như hồi trước vậy đó, muỗng đâu chịu ăn. Thì tự dưng cái bật ngồi dậy, bật ngồi dậy nha, ban ngày bật ngồi dậy, bật ngồi dậy thì nói chuyện một cách nó hơi cứng cứng, cái giọng nói hơi đơ, nhưng mà có một cái là vẫn nói được, nói theo kiểu là cái người khỏe đó các bạn, nó làm vậy đó. Thì khi bà Sáu với lại ông thầy thuốc mới đi vô rồi đó, cái bà Sáu mới kêu là Thanh là Thanh, ra đây bác Sáu nói mày nghe thầy. Ra cái nó tao kêu thầy thuốc như vậy đó, mà qua bắt mạch cho má bay, kêu má bay ra đi ra, cái vụ bả đi ra ngoài không chịu ra. Nó nói thôi tôi khỏe rồi còn bắt mạch bắt mo bắt mo gì nữa không có chịu, rồi lúc khác đi đó. Nó không có thể là từ chối thẳng mà nó nói là lúc khác đi. Quỷ này thành kiểu thành tinh rất là khôn, và bà không chịu cho vô, buộc lòng thầy thuốc cũng không cho vô. Thì lúc này bà Sáu á, bà mới nói là thôi bây giờ khỏi cần hỏi thầy thuốc, ăn nói chuyện mà rốn rãng vậy rồi thì còn bệnh hoạn gì nữa đâu đó, đợi cho ông thầy thuốc đi về không nói gì đó. Cái bà Sáu mới đi ra sau hè mà hái lá dâu, hái xong bà mới dò bên nhà bà đó, dò xong xuôi đâu đó rồi bà mới lượt này nọ cho nó cái nước dâu xong rồi bà đi qua. Bà đi qua thì bà mới nói với anh Thanh về, nó Thanh ơi Thanh, nước dâu là con uống mát lắm, bác Sáu dò nè, rồi bây giờ đem vô cho má về uống, tao vô luôn. Vô thì nó vẫn cho vô, nhưng mà nó kêu là để cái tô đó, cái tô nước dâu ở đó đó, để nó chút xíu tôi uống. Nó cảm ơn đàng hoàng luôn, cảm ơn chị, cảm ơn ông Sáu nha. Bà Sáu khi mà vô trong buồng nha, do là bà có cái sự nghi ngờ nhẹ đó, và bà muốn tìm hiểu cái điều đó, bởi vì nếu như mà chính xác là cái chuyện mà quỷ nhập tràng vậy thì có khả năng là theo như bà nghĩ là thằng Thanh với con Ly sẽ chết ở chung nhà, chứ con quỷ nhập tràng mà đường nào mà sống nổi. Cái bà nghĩ như vậy rồi bà mới quyết định là cái việc đó thôi bây giờ cứ cho uống, nếu mà nó dám uống á thì không phải thì mình mừng. Rồi mình phải chạy qua bên nhà thầy thuốc, mình hỏi là ừ, vậy đó có sao không, liệu lỡ có sao thì có cái thuốc gì đó uống để mà đem về để nó tan đi ba cái thuốc đó, hoặc là móc ói hay sao đó. Bà mới suy nghĩ như vậy, cái nó kêu để cái tủ đó từ từ uống vậy, nạt ngồi đó chút xíu uống. Thì bà Sáu nó nói bây giờ uống liền đi, không chịu xíu tôi uống, tôi mệt quá mà sao chị Sáu cứ kêu tôi uống hoài vậy, tôi mệt, tôi xíu tôi uống, tôi hứa tôi uống, nói vậy đó. Thì mẹ mình như vậy mà anh Thanh với chị Liên mới nói bà Sáu để đó chút mẹ con uống hà, mà bà Sáu nó than mệt vậy thì bà đâu còn lý do gì bà bắt ép uống, lẽ là bà cạy miệng ra bà đổ vô đâu có được. Bà mới đi ra ngoài, bà làm bộ nói chuyện này chuyện kia, mà nó bà đợi thử coi là uống không. Mà hồi lần các bạn biết là nhà nghèo mà nhà đất, mấy bên vách này nọ nó đất của nó, ở ngoài thì mình đi hoài nó chai nó u nặng còn một cục lên, còn những cái chỗ mà giống như là ở trong góc này nọ đó ha, thì một khi có trùng rồi con chuột này nó khoét lỗ này nọ nó bư lên, thành ra cái đất ở chỗ đó nó xốp, đem ra bà đổ vô cái hang chuột á, đổ rồi nó không hay không biết, đổ xong rồi lại cái tô về đó đó, tới chừng mà anh Thanh đi vô nó uống rồi đổ rồi, mà anh Thanh như chị Liên đâu có biết đâu, thì bà Sáu cũng nói uống rồi con. Rồi uống rồi bác Sáu coi nè, cái tô còn có như vậy nè. Thì bà mới làm bộ bà đi vô, bà coi bà cũng nghi cái chuyện đổ, nhưng mà con cái bà dòm vậy nè, thì bà đâu có thấy, kiểu mà dòm vừa liếc coi là có cái dấu nước gì hay không á. Còn này bà đổ xuống cái hang chuột mất tiêu rồi, lấy gì mà có cái dấu, mà cái hang chuột thì nó khoét rồi khoét sát chứ có dách làm sao mà ở ngoài mình nhìn thấy được các bạn. Cái bà mới nghĩ là thôi chắc là uống rồi, bà mới đi về. Bây giờ chạy qua bà hỏi thầy thuốc thì thầy thuốc nó giống như kiểu là ừ không sao, nếu mà khỏe vậy rồi thì uống cái đó không sao à. Cái bà mới về bà nói cho ông Sáu nghe cái điều đó, nhưng mà trong dạ bà cũng hơi là không có an. Hai chồng mới bàn với nhau này nọ, cái ông Sáu nói thôi bây giờ để đó cho tôi, mà ông Sáu không nói là ông làm gì. Thì ở trong nhà đó cho đến trưa bữa đó đó, thì có một cái người
mới đi qua nói với lại anh Thanh đó, là bà Thanh Thanh má bay khỏe chưa này nọ, nếu mà khỏe rồi bây giờ phụ tao thời công việc của tao bây giờ nó nói vậy rồi buộc lòng phải làm ban đêm ban hôm này nọ mới xong, chứ không thôi vài bữa nữa mấy ghe buôn này nọ ta vô á thì không có đủ đồ cho người ta, lúc đó lại khổ cho tao nữa. Thì nghe nói như vậy rồi cái anh Thanh anh thấy mẹ mình vậy anh mới hỏi là bây giờ mẹ ơi mẹ khỏe chưa, đang cũng biết này nọ rồi nó khỏe. Thì anh Thanh mới qua nhờ ông bà Sáu nói là ông bà, con đi màn tối nay trong khi con không có về, nhờ chị rồi qua ngủ giờ với em con, tại vì trong nhà nó phải có người chứ. Thì bà Sáu mới nói thôi để tao. Thì con dâu bà không chịu, tại vì hai chồng bà thì con dâu bà cũng nghe, con dâu nói thôi bây giờ má đi con đi với má đó. Thì hai má con mới đi qua. Tối đêm đó thì ngay cả anh Thanh và chị Liên là cũng như là không có biết là bà Sáu bà suy nghĩ trong đầu vậy rồi. Còn ông Sáu thì ông ở nhà nha. Cái anh cũng vô tư đi mằng vậy, có bà Sáu với lại con dâu bà Sáu mà thôi cũng vững rồi, yên tâm rồi. Giờ mình đi mằng. Thì hai người mới đi qua. Rồi chiều hôm đó cũng cơm nước này nọ cũng đem vào trong thì nó cũng ăn mấy miếng vậy đó, cũng trang vậy đó, không có gì. Thì tối cũng ngủ với trang vậy, thay vì anh Thanh thì ngủ cái giường đó thì bà Sáu với lại con dâu bà ngủ đó. Trong buồng là vẫn là con quỷ nhập tràng nó ở trong. Mà nó quỷ mà thành ra nó biết mà Sáu canh đó. Có một cái là nó không đâu có sợ. Canh nó biết đâu có sợ đâu, mà tối thì nó cũng phải đi ăn. Giống như là khi mà nó ăn uống mấy cái đó đó thì quỷ mà. Cái chuyện mà nó có nuôi dưỡng cái hồn phách nó cái gì không thì cái chuyện đó ông thầy pháp biết, mình không biết. Nhưng mà cái vấn đề có khả năng là nhiều khi cái cơ thể đó, đó muốn cho nó lâu sinh thì phải căng cái những cái chuyện đó. Thì làm như nó canh các bạn, nó canh. Nhưng mà lúc này thì chị Liên chị nằm chị suy nghĩ trong đầu hoài, mấy bữa nay chị bất an lắm, chị nói kỳ trong người mình sao nó kỳ cục lắm, sao mà mỗi lần mình lại gần mẹ hay hoặc là nhầm khi chị đang ngồi vậy nè, chị đang ngồi chân chị gãy mà chị đang ngồi giống như chị so cái chỗ trên này nọ thì bất thình lình bả đi ra bả đứng sau lưng nào không hay, nghe ớn lạnh quay mặt qua thì nhìn mặt bây giờ mở chăm chét cái miệng thèm. Tại vì chị Liên cũng là cái người con gái mà chưa có chồng, cái tơ mà còn trinh mà. Rồi thêm một cái nữa là giống như là cái tâm hồn gái nó trong sáng á, thật thuận thèm quỷ mà. Cái mắt mẹ mình dòm mình vô khiến cho chị Liên chị ớn lạnh, mà nó phải một lần các bạn cứ liên tưởng cả ngày trời. Xế là bắt đầu bắt ra bắt dồn này nọ, rồi khi bắt kêu vô con ơi con vô, chị Liên mới đi vô, mà tới chừng mà bước xuống cái đau cái chân cái giật mình, trời sao mà mẹ ơi có cái chân con đau. Thì đây nó có một cái điểm lạ, nhưng mà chân cẳng mình bị gãy, cái người bị gãy người ta rất là nhớ rất là rõ, kêu đi không đi đâu, nó nói chân con đau này nọ mẹ ơi. Mà lạ một điều là nó kêu cái tự nhiên cái trong lòng muốn đi mà không nhớ ra cái chân mình ra mình bị gãy, mà tới chừng bước xuống rồi đó đau chịu không nổi. Thì nó thật ra các bạn, nó làm cho chị Liên là đau đớn rồi ngủ nghê không được rồi hoang mang trong lòng rồi, thì cái đó nó mới bắt hồn được, như là bị giảm sút lại cái giống như là cái tinh khí của người sống vậy. Thì từ từ nó mới bắt được, hay là nó làm này kia được. Mà chị Liên chị đâu có biết, chị bước xuống chị đau xong rồi chứ nó mẹ ơi con vậy đó. Thì hồi cái bà không đi ra liền, mà một hồi xong mới đi ra, mới thình lình nó sau lưng hoài vậy đó, mà cứ lại gần mẹ mình đó, ngoài cái nỗi sợ nó còn cái cảm giác cái mùi gì nó kỳ, nó không phải là cái mùi mà cái sát sình đó các bạn. Thì tính ra tới thời điểm bữa nay là chỉ có 2 ngày thôi, cái người mắc mà nằm 2 ngày thì cũng chưa có sao, chưa có lên mùi lên miết gì cả. Chỉ có cái là cái mùi nó tanh nó khó chịu, mấy tại nó má mình không có tắm. Mà chị nằm chị suy nghĩ hoài từ sớm, như chị càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ. Hả? Thì mới nghe cái tiếng đi ra, là nó đi ra nó kêu con ngủ đi, khuya rồi mày thức hoài vậy. Nó giống như là quan tâm vậy mà, dạ mẹ con ngủ, dạ mẹ con ngủ. Chị mới nằm chị ngủ. Còn bà Sáu với con dâu đâu có ngủ, nghe trơn á. Con dâu này cũng sợ, cũng khều má chồng. Bà
Bà Sáu thì bà lấy cái tay bà đập đập vô cái tay của con dâu, giống như là im đi con, bà không có nói lên tiếng mà im đi con, bà quan sát coi sao. Mà nó biết hết trơn à. Nó đi vô trong, nó vô trong, nó ở trong im ru, không có nói năng, không có làm gì hết trơn nha. Cái cỡ 10 phút, 15, 20 phút rồi bà Sáu bà mới đi vô. Mỗi lần bà đi vô là con dâu bà đứng ở ngoài. Dù bà vô trong buồng là con dâu bà đứng ngoài đây nè, đứng ngoài buồng mà giống như là không cho bà hai ở trong biết. Nếu mà cái người bình thường là người ta không đâu có biết, làm sao biết được. Còn đằng này nó biết, nó nói sao chị không kêu nó vô đi, đứng đó làm gì. Thì bà Sáu không tưởng là nhầm khi con dâu mình đứng, mà đứng theo kiểu nó gần quá thì bị bà phát hiện á, chứ không có nghĩ gì. Nhưng mà thật ra cô con dâu á, cô sợ quýu hết trơn. Mình đứng mình đi từ cái bàn thờ mình đi vô, mình đâu có ló ra cái gì đâu, mình chỉ đứng đây theo kiểu mình nghe con mẹ mình nói chuyện cái gì với chồng, lỡ có gì mình tiếp. Nói chung là cũng không sợ chứ, nhưng mà má chồng của mình mà con mới muốn đi theo như vậy mà sao không cửa nào mà biết được trơn, cũng sợ đi. Thì qua cái đó rồi cũng đâu có dám nói chuyện. Bà Sáu bây giờ ăn kỹ lắm là con nhớ ngay vô trong nhà lỡ thấy cái gì cũng không được nói chứ, nói nó nghe chứ, nếu mình là quỷ nhập tràng là nó nghe trơn. Cái cũng im ru, nói sao nghe vậy hả. Một hồi sau bà Sáu mới đi ra, bà đi ra thì bà cũng mừng mừng trong lòng, bà nói nhỏ nhỏ bên lỗ tai con ơi con, chắc là không có gì. Tao nói cái cô con dâu muốn nói cho má mình biết lắm, má có hỏi không có được, hỏi lên thì không có dám nói, mà nói con quỷ nó biết sao. Đó, con dâu con nghĩ, cô lúc đó con nghĩ như vậy, con nghĩ là nếu mà nói ra này nội con quỷ nó biết, nhưng mà lúc đó con nghi quá nghi rồi, con nói có chừng cái kiểu là như vậy thôi, chứ không có dám mà nói là hồi nãy con vậy đó nghe rồi, mà làm sao mà biết được này, nó không có nói ra được cái đó. Cái hai má con mới nằm đó hoài, mà nó đi ra đâu có hay, nó đi ra không có hay. Nhưng mà các bạn có nhớ cái chi tiết không, ông Sáu nói là để đó từ từ của tôi coi làm sao à, ông Sáu các bạn là ông canh đó. Ông đi lên chỗ ông thầy bùa, ông nói thầy bây giờ tôi nghi ngờ vậy đó. Thì ông thầy này ông mới chỉ cho cái cách, ông mới làm bùa lên cái người của ông Sáu. Ông nói bây giờ chú nghe tôi nghe, nếu như mà thật sự mà cái gì những gì chú kể á, thì quỷ nhập tràng nó có cái như vậy cái khác, có cái nó muốn bắt con, cái nó bắt cái người mà cũng như trong nhà là có hai đứa phải không, mà chưa nào chồng vợ chứ ừ. Hồn vía kiểu đó quỷ nhập tràng nó muốn. Thì bây giờ có những cái chuyện quỷ nhập tràng nó ra chỗ này chỗ kia, nó làm cái này làm cái kia, nhưng mà chung chung nó vẫn có một cái thứ như vậy là nửa đêm nửa hôm nó phải đi ra ngoài nó kiếm ăn à, nó ăn những cái vật sống. Cho nên là bây giờ tôi làm bùa cho chú, rồi chú mới giữ cái lá bùa của tôi nữa. Tới đó như vậy chú phải đứng đó, chú xa xa ra chú canh, chú không có đem theo đèn đuốc gì hết trơn nha. Nhưng mà tôi làm bùa cho chú rồi á, thì cái con quỷ này nó không có biết được ý nghĩ của chú, và nó không có dòm thấy chú ở cái khoảng cách xa. Giống như cái kiểu mà nói đơn giản như vậy, ví dụ như con quỷ á, trong cái xác của bà hai thì nó sẽ bị một cái hạn chế nhất định, nhưng mà ở cái phạm vi gần nó này nọ là nó biết hết trơn. Giống như người thường mình giờ không thấy, nhưng thấy trơn, nó biết trơn khỏi nít. Con cái là được cái ông thầy ông làm cái bùa nè, thì ông Sáu sẽ có thể quan sát nó như một cái bình thường, đừng có chạy trước mặt nó thôi, đừng có đứng gần trước mặt nó thôi. Nít thì cũng giống như là nó như là trở thành cái có quỷ rồi, thì giống như là cái ánh mắt của nó đối với người thường mình cũng giống như là người thường vậy, mình nít kỹ thì nó không thấy đó. Thì cái kiểu như vậy mọi người hiểu vậy nghe. Ông Sáu ông canh, ta nói hồi đó thì nó mũi rồi lùm cây nó dữ lắm, các bạn cũng dám không chịu ngồi canh hoài quyết định canh sáng đêm mà. Thì con quỷ nó đâu có biết, nó biết được ý nghĩa của bà Sáu, biết được ý nghĩa con dâu bà Sáu, và nó biết được ý nghĩa của chị Liên này nọ thôi, chứ hoàn toàn là nó đâu có biết được cái chuyện mà có bùa nhẽ, đâu có biết. Làm sao ông nấp mộng nấp kỹ nữa, thành ra là nó đâu có thấy ông. Nó mới đi ra đi cái tướng lượn khựng nghe, mà nó trong nhà đi ra là nó hay lắm, nó đi ra là mày không thấy được tướng đi nó đâu. Có nghĩa là khi mà các bạn lơ đễnh một cái việc gì đó, các bạn làm một cái gì đó hay hoặc nói chuyện gì đó bà Sáu trong nhà đó, thì lúc đó nó mới đi ra, đi khẩn khẩn ra là mình đâu có thấy. Chứ mà nó đứng lại rồi thì đứng đó xong rồi kêu rồi vậy nói chuyện xong rồi đợi cho kêu quay mặt nó làm cái gì đó, quay mặt chỗ khác là nó đi vô. Cho nên là thành ra là nó có biết. Nhưng mà bây giờ á,
nó đi ra rồi, nó biết chắc là bà Sáu nhân dâu bà Sáu với lại là chị Liên là không có phát hiện được. Cái nó đi ra rồi cái con dâu nè, biết con nghi quá nghi rồi, đâu có dám cho má mình đi vô, má nằm đây, má nằm đây, không có gì đâu, không có gì đâu, cái kiểu vậy. Thì nó biết điều đó rồi, nó đi ra, nó đi ra là vô tình ông Sáu thấy, ông thấy đi lưng khẩn nghe, nó trật tướng đi này, cái tướng đi không phải là người đi nữa, mà chị Hai á, hồi đó khi mà chị mệt rồi cái lưng của chị nó giống như là chị bươn chải, nó cái lưng chị hơi gù hơi, nó hơi khom hơi chứ không phải là quá gù, xong đi thẳng băng, đi thẳng băng vậy mà đi cái tướng lưng khẩn giống như kiểu mà bây giờ mà cái hình nhăn mà biết đi vậy. Ông mới dòm rồi, nó rồi cái kêu là không được rồi, ông mới canh, ông canh các bạn, ông canh thì nó mới đi qua cái chuồng gà của anh Hải nữa, đi qua bên đó nữa, mà anh Hải á, anh treo tuổi treo này treo kia tùm lum hết trơn, tại vì anh cũng sợ, anh treo tùm lum vậy đó. Nhưng mà đêm đó thì anh không ngủ ở nhà, anh sợ quá anh qua nhà bạn anh ngủ chung, còn ở nhà thì anh vẫn đóng cửa lại rồi anh treo tuổi nó mò qua nữa. Nó mò qua đâu biết được ông Sáu, ông Rình không thấy đâu. Trời ơi, ông thấy cái điều đó ông quá sợ rồi, ông canh nó chưa về tới nhà nè. Ông canh nó vô là ông biết, mà ông biết là anh Hải là không ngủ trong nhà. Rồi ông cũng biết là giờ là gia đình đang ở trong nhà, vậy là rất là nguy hiểm. Kiểu mà nó ăn đồ sống vậy mà một thời dài một hai ngày thôi nó mạnh lên gầu, nó ra nó bóp cổ như chơi. Sức mấy người đàn bà không làm gì được nó. Tôi nói cái người bị dâm nhập bình thường thôi là đã có sức, cái mạnh là nó quái dị rồi, nó không có tưởng tượng được rồi, mà còn bây giờ nó ném gì nó quỷ nhặt chàng nữa rồi, mà nó giống như nó chờ đợi cái gì đó mà ông Sáu đâu có biết. Thì bây giờ ở lại chỉ có chết thôi, mà ông Sáu thì có cái bùa theo kiểu như vậy thôi, chứ đâu có phải là bắt được nó hay làm được gì nó. Ông đi về, cái ông mới đi về, ông đi về tới nhà rồi ông mới kêu, ông kêu lẹ gấp. Thì lúc đó trong bà Sáu với lại con dâu không biết cái chuyện gì, mà nhất là chị Liên cũng đâu có biết cái gì đâu. Ủa mà sao ông Sáu nửa đêm hôm ở trong nhà, có chuyện gì hả bác Sáu? Không bay nè, bây giờ không có nói gì hết trơn á. Hai má con nè, đi ra, còn con lên đây bác Sáu cổng, lên cổng làm gì bác Sáu? Mày phải nghe bác Sáu, mày đừng có sầm, mày nghe lời bác Sáu. Bác Sáu cổng mày về nhà, còn hai má con bà phải đi theo tôi, đi liền về nhà. Đi chứ không đi chết sao? Chết á, ông thầy pháp không nói rồi, ông nói là nhớ nghe, không biết là nó bóp cổ nó hại lúc nào nghe. Phát hiện ra rồi là phải về nhà liền. Mà trong nhà của ông Sáu thì ông thầy cũng cho bùa rồi, nó không qua được. Cái gia đình mới chạy qua bên đó, thì qua bên tới nhà rồi á, ông Sáu mới nói ra cho chị Liên nghe, chị khóc quá trời luôn. Thì lúc này á, giống như là trước đó thì không có nói ra, không có dám nói gì ra cho chị Liên, không có dám nói gì ra chứ. Mà bây giờ được ông Sáu này nọ ông nói mấy cái điều đó ra rồi, cái mới nhớ lại những cái chuyện nó xảy ra lúc trước đó, trước đó làm sao á. Chị Liên mới thấy sao giống quá. Thầy pháp nói sao với lại ông Sáu, rồi ông Sáu nói lại với mình nghe, thôi nghe sao chính xác quá đi. Còn nếu như thật sự mà má mình sống lại thì mắc mớ gì má mình đi ra nửa đêm nửa hôm đi qua cái chuồng gà người ta, cắn cổ gà người ta chết, đâu có chuyện đó. Mới khóc. Thôi con, má bây á, bệnh hoạn mắc là cái lẽ thường, bây giờ phải làm sao đi, nhờ ông thầy pháp nè. Thì ổng mới kêu hai đứa con của ổng, một người á, đi lên chợ, ổng mời ông thầy pháp, ổng có dặn má, lỡ mà gặp cái gì đó là phải lên kêu ông xuống liền. Còn cái người con còn lại là phải chạy ra cái chỗ mằng của anh Thanh, tại sợ ổng mằng xong nữa chừng anh về anh chết. Khi mà con quỷ nhà ông thầy pháp nói, khi mà con quỷ nhập chàng nó không biết thì thôi, nó không biết là mình biết nó thì thôi, mà nó sẽ chờ đó, nó sẽ chờ, nó không biết mình không biết mà, nó sẽ chờ đợi để tới lúc mà nó thích hợp nhất để nó bắt mạng mình. Nhưng mà một khi nó biết rồi đó, nó biết rồi thì nó sẽ làm giống như trước đó, mà giống như là nó giết rồi hay là nó bắt hồn này nọ, nó không có được cái sự kết quả như nó mong muốn, nhưng mà nó sẽ bắt, nó biết rồi mà, nó bắt xong rồi sức cái hồn ra khỏi cái xác là cái như rồi. Con thì một đứa chạy anh chị anh kêu, một đứa thì kêu ông thầy, còn một đứa thì kêu ông anh Thanh thì kêu. Ta nói làm như cái con quỷ nhập tràng này, nó không có thứ, đã nhất là nó không biết, với lại nhầm khi là nó là đạo quỷ rồi, nó làm một cái gì đó, nó việc xấu xa, nó sắp xa làm á, thì đôi khi con người hồi đó nó
sống gần những cái việc mà tâm linh nó quá, thì cũng có những cái thứ mà khiến khiến sao cho con quỷ ra nó qua bển xong rồi cái nó giống như là nó không có người trong nhà đó, cái nó tự do này nọ, nó ở bển nó giống như là nó chưa muốn về, nó giống như là nó hưởng thụ con quỷ mà nó vậy đó các bạn, nó hưởng thụ cái khoái cảm của nó rồi cái nó ở bển lâu lắm chịu về, nó nghĩ là gần sáng nó mới về. Thì ở bên nhà ông thầy thì cũng may mắn, ông ở gần, ông có xa, ông ở gần bên đó đó, nhà ông thì xa, nhưng mà con cái là ông kêu ừ mày về mày như vậy đi, tao có cái chị cái bệnh ở đây nè nọ vậy nó gần đó, thứ gì mà lên mà cho tao hay. Thì lên mới dước ông thầy về được là lúc đó là gần sáng rồi, đó là cũng cỡ là 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng rồi. Ông trên đường đi thì cũng kể cho ông nghe, ông nghe ông nói rồi rồi yên tâm, để tao bây giờ ông mới kêu, bây giờ ông mới kêu nha, ông nói là bây giờ cái thằng Thanh thì mày không ở bên đây, còn Sáu nè, tôi cũng làm bùa cho con của chú ở gần đó nha, núp ở đó, còn con Liên với lại chị Sáu với lại con dâu chị Sáu nè, vậy về nhà bển còn xong nó không được, sao thấy vậy nguy hiểm quá, nghe lời tôi đi, có tôi mà lo cái gì, tôi sẽ núp gần đó, khi nào nó vô á nó sẽ không có đi cửa sau đâu, nó đi cửa trước. Thì ông Sáu mới nói là ủa sao kỳ vậy thầy, nó đi lén cửa sau đi cho không biết, mà sao bây giờ nó về lên nó đi cửa trước. Yên tâm tôi nói cứ nghe đi, kệ nó đi cửa trước hay không thì sẽ biết. Thì ông thầy nói đâu dám cãi, nhưng mà ông nói nè, đi vô cứ để cho nó vô nha, đừng có nói động lên, chứ cứ nằm yên ở đó. À, nằm yên ở đó, nó đi vô trong buồng xong nó sẽ phát hiện, đi vô gần tới cái buồng của nó xong nó sẽ phát hiện là mọi người biết. Nó thầy ơi bây giờ mình nếu nó phát hiện ra nó làm gì thầy, yên tâm tới chừng nó phát hiện là tôi là không được với tôi rồi đó. Thì ông mới về nhà ông làm bùa trước, ông làm bùa trước xong ra ngoài nấp chặn cửa sau, có nghĩa là giống như là mình nó nghĩ đơn giản, giống như là nó sẽ đi vô trước nè, xong nó vô tới trong cái buồng, nó là nó vô trong cái chỗ cái buồng của ổng rồi, là nó muốn đi ngược ra nó hại mấy người này không được, buộc lòng nó chạy ra sao, hay vậy đó các bạn, thầy giỏi vậy đó. Làm xong xuôi rồi trơn mà làm kể thì nó từ từ vậy nha các bạn, chứ còn lúc đó tao làm gấp gáp lắm, làm lia lịa trơn á. Cái nó về thiệt các bạn, nó về nó mới đứng nhá nhá ngoài nó đi vô, sáng giờ nó thấy trơn mà vô, nó không có vô cửa sau, vô cửa trước, vô nó dòm, đứng trước buồng dòm vậy, đứng trước mùng của hai bên dòm, thấy nằm chậm. Nếu mà bình thường nó biết rồi đó, nhưng mà do có ông thầy làm bùa ngự mấy người này sao biết được. Nó đi vô tới cửa buồng nó sừng lại liền các bạn, sừng lại, nó sừng lại là ở đây là bà Sáu, con dâu bà Sáu rồi lại em chị Liên nè, người nào người nấy cũng xanh mặt hết trơn rồi, nhưng mà mày lo là ông thầy ông dặn nó dán kìm, nó biết nó quay lại nó bay, mày biết hả, nạt lên nó bay biết hả, là da nó giết á, da nó bắt hồn á, nhưng mà nó vừa có bay giết bay bắt hả, nó tức giận lên nó hướng về mấy người này không, không thấy không biết không thầy, thầy cũng chạy vô dán buồn rồi dính như đó đâu đâu còn mà xuất ra được, là ông làm bùa ông đánh cái đêm đó là ông bắt hồn ra luôn, bắt hồn ra khỏi xác luôn, là ông nói bà hai mới chết, ông bắt ra được rồi, không có cho nói vậy chứ các bạn, quỷ này thành tinh. Nếu mà bình thường ở ngoài chưa chắc thầy cũng làm lỡ nó đó, nhưng mà do thứ nhất là trong nhà nè, thứ hai là ông có bùa ông làm trước nè, thì ông mới chặn vậy, ông bắt ông nói trời đất ơi, lúc tôi nói cho mọi người nghe đó nghe, thì tôi nói rất nhẹ nhàng để cho mọi người an tâm mới làm được, chứ thật ra đó tôi cũng nếu mà nói ở ngoài tôi không dám đâu, quỷ này nó muốn tôi thành tinh rồi đó. Thì nhờ cái ông thầy này ông bắt được cái lúc đó đó các bạn, rồi ông mới nói là má của con nó do là sống hiền lành này nọ, cho nên là khi mà mắc đi rồi là được người ta rước đi, cho nên á mà cái chuyện của người đó, cái mạng số của tụi con mà cái người mà người ta giống như là hiền lành này nọ thì được rước đi các bạn, thì người ta biết được cái cơ quyền của cái mạng số mà con cái mình nó phải trải qua mấy cái nạn, nó sống nó phải đối diện những cái đó, người ta tiếp được. Với lại nhiều khi cái dòng hồn của bà hai lúc đó là khác rồi, cũng biết là con mình sau này cũng có người giúp này nọ, cũng không có sao, có nạn nhưng mà cũng sẽ vượt qua được, không không có
tiếp điều đó được. À, thì ông thầy ông nói vậy thì nghe vậy thôi chứ biết đúng hay không thì sao biết được. Có một cái là cái dòng họ của bà hai thì chắc chắn là bà sống hiền lành này nọ đó, thì sau đó giải quyết xong việc đó chôn cất cho bà hai này nọ trơn rồi. Đương nhiên là anh Thanh và chị Liên cũng rất là đau lòng. Có một cái á là cũng giải quyết ổn thỏa rồi, cũng mừng rồi. Thì sau đó là đâu cỡ chừng mà khi mà anh Thanh anh có vợ rồi có con, thì chị Liên cũng có chồng, nhưng mà hai anh em cắt nhà kế bên nhau ở, con cái đều hai ba đứa hết trơn rồi, có mấy đứa nhỏ. Thì lúc đó bà hai bà về bà nhập vô đứa cháu, bà kể là cái chuyện hồi đó. Bà nói hồi đó bay vậy đó, tao đi đâu có xen vô được, mà tao biết là bay được có người giúp cho nên là tao không về. Hỏi bà bây giờ bà sao thì bà nói mấy bay đừng hỏi, tao đâu nói bà nghe được, nhưng mà bà chỉ biết là bây giờ là má vui vẻ, má yên lành lắm, tụi con đừng có lo, dáng sống cho hiền lành, cho đàng hoàng. À, dạy con dạy cái cho tốt là được rồi, má mừng rồi. Bà về xong bà nói bà đi luôn, từ đó về sau là bà không có về nữa. Thì cái cuộc sống của anh Thanh và chị Liên á, thì người ta nói giống như là ở hiền thì cũng gặp lành các bạn, sau này màn ăn này nọ thì cũng từ nó không phải là một cái dù gì, nhưng mà nó cũng từ rồi chắc chiêu, rồi cũng cuộc sống cũng thoải mái vui vẻ hạnh phúc. À rồi, thì cái câu chuyện quỷ nhập tràn của bác Nam Hoàng đến đây là kết thúc. Thì câu chuyện này các bạn kể nghe nhau vậy đó, với các bạn nghe rất là nhiều quỷ nhập tràn thì các bạn thấy nó cũng mừ, nó cũng có cái gì đó nó ghê ghê, nhưng mà cũng không phải là cái gì nó đáng sợ quá. Nhưng mà thật ra các bạn, nó cực kỳ đáng sợ là bởi vì khi mình tưởng tượng mình là cái người trong cái hoàn cảnh đó, rất là ghê. Nói vậy thôi chứ lúc đó không biết nó bắt giờ nào, mỗi lúc cũng có thể là mình chết. Nó vừa nó phát hiện ra, nó vừa biết là biết được nó một cái là nó nhào ra liền. Mà may có ông thầy đó, chứ mấy là mấy người thường này mà qua mà điều tra là cái này cái nọ rồi không có bùa, lúc đó là gọi mấy người trong nhà xong rồi. À, rồi câu chuyện đó là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.